thiên đạo đồ thư quán Trương Huyền. chương 261, Cửu Niên Xuân 1 Hiện tại học tập, nghe được Trương Huyền nói, đám người lục tầm, Điền Long cười nhạo một tiếng. Nói đùa sao? Hiện tại học tập, ngươi xem trà đạo là thủ nghệ của thợ thủ công ven đường sao? Nói học liền học được sao? Đây là một loại chức nghiệp, cho dù mỗi ngày nghiên cứu, không mất thời gian mấy năm, cũng không thể tiến bước. Hiện tại học tập, đã muốn thông qua thử thách, không ra vẻ ta đây, sẽ chết sao? Chỉ có điều cũng tốt, không làm không chết, một lát nữa lại khiến cho ngươi cũng không ngóc đầu lên được. Lục tầm hừ lạnh một tiếng. Đối phương hưng phấn, hoàng ngữ ở một bên, thiếu chút nữa khóc lên, nàng vội vàng truyền âm khuyên can. Không thể đáp ứng, lục tầm đã biệt từng học qua trà đạo, vô cùng tinh thông. Người ngay cả trà đạo cũng không biết, đi so tài cùng một cao thủ trà đạo, đây không phải là đùa giỡn hay sao đã thấy ăn nói tùy tiện lại chưa thấy qua kẻ nào ăn nói tùy tiện như thế không có việc gì biết đối phương thật lòng thật ý quan tâm tới mình trương huyền mỉm cười an ủi một câu thấy thái độ của hắn đã quyết không thể thay đổi hoàng ngữ lo lắng lại không có cách nào hừ audio điện tử võ tấn bền nhìn thấy được trương lão sư lỗ mãng như vậy sắc mặt điền lão cũng có chút không dễ nhìn. Trà đạo là tài nghệ hắn tiêu hao hết tất cả tâm huyết để nghiên cứu, người này cái gì cũng không biết, tự nhiên mở miệng, hiện tại học tập. Học cái gì, học thế nào? Người tưởng chơi trò qua mỗi nhà sao? Xem một chút sẽ biết sao? Đùa kiểu gì vậy? Ngay cả ba danh sư ở một bên cũng nhìn nhau, mỗi người đầu nhân mày lại. Bọn họ chỉ từng nghe nói tới sự tích của trương lão sư, người thật lần đầu tiên thấy thật không nghĩ tới lỗ mãng và ăn nói tùy tiện như vậy thực sự là loại tính cách này cho dù giảng bài có tốt cũng phải suy tính một chút có nên thu làm học đồ hay không vậy liền bắt đầu đi cố nén sự mất hứng trong lòng điền lão vẫy bàn tay một cái thử thách rất đơn giản long nhi người bây giờ đi pha một bình trà lục lão sư trường lão sư hai vì ai có thể nói ra là dùng thủ pháp gì mùi trà thơm đạt được mấy phẩm là được Trà đạo giống như luyện đan, trải qua không biết bao nhiêu năm truyền thừa, nắm giữ nhiều loại lưu phái và thủ pháp. Thủ pháp không giống nhau, trà pha ra, hương vị cảm giác trong miệng, màu sắc cũng hoàn toàn khác nhau. Chính vì vậy, pha trà không có cách nói chính xác thật sự và sai lầm. Chỉ có yêu cầu được tốt hơn, tốt nhất. Thủ pháp pha trà tốt, có thể khiến cho cùng một lá trà, mùi thơm của trà phát huy đến cực hạn. Người uống trà, tinh khí thần đều có thể nhận được tầm bổ cực lớn vâng khóe miệng điền long nâng lên liếc mắt nhìn trương huyền hắn tiếp nhận trà biển một dụng cụ trà do quản gia điền cương đưa dến nước sôi chậm rãi chảy xuôi làm nóng bộ dụng cụ trà bàn tay giơ lên cao hộp một cái mấy hạt lá trà lại xuất hiện ở trong ấm trà nước sôi chảy xuôi xuống khi vừa tiếp xúc với lá trà trà thơm giống như dây pháo nổ tung trong nháy mắt phân tán ra bốn phía toàn bộ đại sảnh đều có mùi thơm nồng đậm lợi hải không vừa nghĩ tới Điền Long này tuổi không lớn lắm, lý giải đối với trà đạo lại khiến cho người ta bội phục. Xem bộ dáng là được Điền lão sư chân truyền, tương lai trở thành một vị trà đạo sư lợi hại là chuyện ở trong tầm tay. Ba đại danh sư nhìn thấy được động tác của Điền Long, đồng thời âm thầm gật đầu. Bọn họ đều cùng Điền lão học qua trà đạo, tuy rằng không đạt được tiêu chuẩn trà đạo sư chính thức, nhưng cũng chìm đắm không biết bao nhiêu năm, trình độ không thấp tự nhiên cũng nhìn ra vị Điền Long này có tài nghệ không tầm thường. Trà đạo cũng chia ra làm tứ cảnh, theo thứ tự là sắc hương đều tốt, trở lại nguyên trạng, thần tổn ý tại, hương bay khắp nơi. Bốn cảnh giới lần lượt tương ứng với lục thực, linh động, ý tồn, kinh hồng trong thư hỏa. Điền Long mặc dù làm người không được tốt lắm, tài nghệ trên trà đạo lại có thật. Nhìn thủ pháp, đã đạt được đệ nhị cảnh, cảnh giới trở về nguyên trạng. Rất sợ Trương Huyền không hiểu, Hoàng Ngữ ở một bên truyền âm. Đệ nhất cảnh, sắc hương câu dai, là chỉ ngâm trà ra, bất kể màu sắc hay mùi thơm, đều đạt được tiêu chuẩn nhất định, khiến người ta có cảm giác cảnh đẹp ý vui. Đừng xem thường cảnh giới này, người pha trà phải hiểu sâu sắc đối với nước, phân lượng lá trà cùng với trạng thái của bộ dụng cụ trà mới được. Không mất mấy năm khổ công, rất khó đạt được. Đệ nhị cảnh, cũng chính là cảnh giới của Điền Long hiện tại, gọi là trở lại nguyên trạng. Lúc này pha trà đã không chỉ là kỹ năng làm nóng, mà là dung nhập loại tài nghệ này vào trong xương tủy máu, có thể khiến cho mùi bản chất nhất của lá trà tản ra, khiến người ta thưởng thức được mùi trà thơm thuần chính nhất. Để tam cảnh, thần tồn ý tại, tương tự với ý tồn trong thư họa. Người pha trà lĩnh ngộ được trà đạo chân chính, đã có thể dung nhập ý cảnh của mình vào trong nước trà. Người uống trà có thể thông qua thưởng thức trà, lĩnh hội được vui buồn hờn giận của người pha trà. Đạt được loại cảnh giới này, có thể tham gia sát hạch, trở thành một trà đạo sư chân chính để tứ cảnh hương bay khắp nơi là chỉ người pha trà có thể khiến cho mùi trà thơm tản ra trong phạm vi mấy ngàn thước đều có mùi thơm xông vào mũi cũng có thể khống chế khiến mùi trà thơm kéo dài không tiêu tan khiến người ta uống xong giống như uống rượu tiên điền lão lại đạt tới loại trình độ này người xem hắn rót nước trà ra hơi nóng xoay quanh mép chén đỉnh cũng không tản ra loại tài nghệ này không chỉ sẽ không lãng phí trà thơm bất cứ lúc nào uống vào đều sẽ nóng hổi không bởi vì thời gian trôi qua dẫn đến nước trà trở nên lạnh đi do đó ảnh hưởng tới mùi vị hoàng ngữ chậm rãi nói ra rất nhiều điều mình biết được đối với trà đạo biết đối phương là vì để cho mình có hiểu biết càng trực quan hơn đối với trà đạo trương huyền thoáng lộ ra vẻ cảm kích gật đầu nghe nàng vừa nói như vậy trà đạo quả nhiên không đơn giản chỉ riêng tứ cảnh này sợ rằng phải tiêu tốn vô số thời gian của không ít người vù trong khi nói chuyện điền long cũng pha xong trà chậm rãi rót ra, giống như suối trên núi chảy xuôi, rơi vào thành chén, phát ra âm thanh vui tai, giống như nhạc cụ cùng cất tiếng hát. Bêu xấu rồi. Rót xong nước trà, mùi trà thơm thật sự mới phân tán ra bốn phía ra, cho người ta một loại cảm giác vui vẻ thoải mái. Điền Long khẽ cười, đầy đắc ý. Hắn từng tuổi này, có thể lĩnh ngộ trà đạo đến đệ nhị cảnh, đã coi như là thiên tài trong thiên tài. Hưng phấn qua đi, hắn nhìn về phía hoàng ngữ, vốn tưởng rằng nàng sẽ sùng bái có thừa, giống như con chim yến bay vào lòng mình. Nhưng hắn lại thấy nàng căn bản không thấy, trái lại cùng Trương Huyền nói nhỏ. Sắc mặt hắn lập tức trầm xuống, toàn thân cũng sắp nổ mạnh. Khó nhọc học tập một bộ thủ pháp, lại biểu diễn hoàn mỹ như vậy, đã tưởng ở trước mặt mỹ nhân biểu hiện tốt một chút. Kết quả lại là loại kết cục này. Trương Huyền, một ngọn lửa giận lại chuyển tới trên người Trương Huyền. Nhìn thấy được ánh mắt phẫn nộ của hắn, Trương Huyền trước mắt. Dường như mình không đắc tội hắn, đầu óc của người này cũng có vấn đề sao? Chương 262, Cửu niên xuân 2. Nước trà đã pha xong, các ngươi ai tới trước? Điền lão nhìn quanh một vòng. Ta tới đi. Lục Tầm đứng dậy, trong mắt đầy vẻ tự tin, rất có ý chỉ điểm Giang Sơn. Thủ pháp của Điền huynh gọi là lá dụng về cội, xuất phát từ trường phong đại sư trăm năm trước. Hắn quan sát lá trà mọc ra, Trải qua 3 năm, có cảm giác sáng lập ra bộ thủ pháp này. Lá dụng về cội là lấy mỗi một mảnh lá trà, dựa theo trình tự sinh trưởng trưng bày ở trong dụng cụ trà. Lúc ngâm trà cũng dựa theo trình tự này, lá trà giống như người nắm giữ kinh mạch, dựa theo trình tự sinh trưởng tiến hành ngâm trà, lại giống như từ bộ rễ cây ngâm đến cuối. Loại thủ pháp này tiến hành theo chất lượng, có thể phát ra mùi bản chất nhất của lá trà, khiến cho trà đạo đạt được đệ nhị cảnh, trở lại nguyên trạng nói đến đây lục tầm vung ống tay áo khẽ cười điền huynh không biết ta nói có thể chính xác hay không lục huynh tài lớn không có một chút sai lầm nào điền long lên tiếng nói nói xong thủ pháp nói một chút về mùi trà thơm lục tầm đứng tại chỗ hít một hơi thật sâu mỉm cười mùi thơm xông vào mũi quanh quẩn không thôi người ta giống như đặt mình vào trong vườn trà nếu như ta đoán không sai chắc hẳn là đạt tới trình độ tứ phẩm. Vì làm rõ ràng đẳng cấp và mùi trà, một ít trà đạo đại sư lợi hại phân đẳng cấp cho mùi trà thơm. Tổng cộng có 9 phẩm, từ thấp đến cao. Mùi trà thơm nhất phẩm, miệng lưỡi sinh ra nước bọt. Mùi trà thơm nhị phẩm, tâm thần dao động. Mùi trà thơm tứ phẩm, hồn dẫn mộng quấn quanh. Mùi trà thơm cửu phẩm, chăm chim tới chiều. Điền Long thi triển ra thủ pháp trà đạo đệ nhị cảnh, tự nhiên có mùi trà thơm đạt tới trình độ tứ phẩm hồn dẫn mộng quấn quanh nói cách khác loại mùi thơm này đủ để khiến người ta uống lần thứ nhất hồn dẫn mộng quấn quanh thật lâu không có cách nào quên được ừ nghe được lục tầm trả lời điền lão cũng thỏa mãn gật đầu không hổ danh là lục tầm lão sư tinh thông đối với trà đạo nói hoàn toàn chính xác ta nói xong trương huyền lão sư tới phiên ngươi lục tầm mỉm cười nhìn qua ta Người đều nói hết, bảo ta nói cái gì. Trương huyền bất đắc dĩ. Người này cũng quá vô sỉ. Sát hạch thủ pháp pha trà và mùi trà thơm cực phẩm của đối phương, hắn đều nói hết, bảo mình nói như thế nào. Nếu nói như nhau, đối phương hoàn toàn có thể nói ngươi là học vẹt, hoặc bắt trước theo. Lục huynh chỉ nói tên và xuất xứ của thủ pháp mà thôi. Trà đạo bác đại tinh thâm, nếu như có lời muốn nói, khẳng định có thể nói không ít. Trương lão sư, không biết là căn bản không biết đây là thủ pháp gì, hay cái gì cũng không nói ra được. Điền Long ở một bên, cười khanh khách nhìn qua. Nếu là như vậy, ta khuyên người vẫn nên trực tiếp chịu thua, để tránh cho tất cả mọi người xấu hổ. Chịu thua, điều này không phù hợp với tác phong của ta. Nếu chịu thua, cũng là để cho người khác chịu thua. Trương Huyền lắc đầu, nói đến đây, khóe miệng hắn nâng lên, thoáng hiện ra vẻ nghiền ngẫm nhìn về phía Điền Long ngươi nhất định muốn ta nói sao bớt ở đây giả vờ giả vịt đi điền long vung ống tay áo tốt lắm trương huyền đứng dậy vừa rồi lục lão sư nói không sai điền long quả thật sử dụng thủ pháp lá dụng về cội đây vốn là tài nghệ cao siêu có thể ngâm ra nước trà tam cảnh đáng tiếc đến trong tay của hắn sử dụng chỉ tốt ở bề ngoài chó má không phải thất bại ngươi điền long thiếu chút nữa nhảy lên ngươi không cần phải vội vàng phủ nhận. Trương Huyền thản nhiên cười, chậm rãi đi tới trước mặt Điền Long, tiện tay cầm chén trà lên, ngón tay nhẹ nhàng đảo qua. Chén trà, trà biển, dụng cụ trà, ta cũng không muốn nói nhiều. Phủ đệ của Điền Lão cho dù sử dụng không phải là tốt nhất, cũng không kém bao nhiêu. Lại từ thủ pháp ngươi pha trà mà nói, thủ pháp lá dụng về cội, chú ý tiến hành theo chất lượng, nước nóng thẩm thấu vào mạch lạc, giống như lá trà tự chủ hút nước. Trình tự lá trà của ngươi mở ra không có bất kỳ vấn đề gì. Đáng tiếc, ngươi bỏ quên đặc tính của lá trà. Lá trà ngươi pha gọi là Cửu Niên Xuân, từ khi lá trà sinh ra đến ngắt lấy đem sao, từng việc trải qua 9 năm là chu kỳ tốt nhất. Mùi thơm cũng rất nồng đậm, điểm ấy ta nói không sai chứ? Trương Huyền nhìn qua. Không, không sai. Điền Long gật đầu. Cửu Niên Xuân là một loại lá trà rất hiếm hoi, số lượng cũng không nhiều, cơ cơ bản không có lưu hành ở bên ngoài. Cho dù là điền phủ bọn họ, cũng thu thập rất lâu, mới tìm được mấy lạng. Cái loại người này trước đó ngay cả trà đạo là gì cũng không hiểu, làm sao biết được. Một trà biển, còn có tên là chén công đạo, là dụng cụ uống trà, hình dáng như ấm trà có miệng rộng không có tay cầm. chương 263, tìm nhầm người một Lá trà bình thường, một năm là dùng được, cái này lại cần 9 năm, nói rõ sự đặc biệt cần phải ngâm càng lâu mới có thể làm cho mùi thơm càng thuần khiết càng xa xăm nhưng ngươi sau khi nước vừa sôi lăn tăn qua dùng không đến ba lần hít thở lại ngâm tất cả lá trà trên thời gian quá nhanh dẫn đến mùi thơm của cửu niên xuân chưa có hoàn toàn phát huy đây là thất bại đầu tiên cửu niên xuân sinh trưởng ở nơi ẩm ướt bên trong lá trà nhiều khí ẩm trước khi ngâm cần dùng nước muối nhạt rửa sạch mới có thể khiến mạch lá linh hoạt khiến cho lá trà phát ra mùi thơm tốt hơn ngươi không những không có rửa, còn trực tiếp bỏ vào ngâm, ảnh hưởng tới vị không nói, còn làm cho cửu niên xuân cứng rắn giảm xuống một cấp. Đây là thất bại thứ hai. Trước khi pha trà, làm nóng dụng cụ trà không có vấn đề. Đáng tiếc, khoe khoang kỹ xảo quá độ, còn không có hoàn toàn nóng triệt để, đã lại cho lá trà vào. Hơn nữa còn là lá trà dưới trạng thái bình thường, dẫn đến nhiệt lượng bị mất, hiệu quả giảm đi. Đây là thất bại thứ ba. Lá dụng về cội thời điểm rót trà ra cuối cùng, đáng lẽ phải ở trong 3 lần hít thở, phải rót xong, mới có thể bảo đảm mỗi một chén đều có mùi tương đồng. Người lại kéo dài tới tròn 7 lần hít thở, chén trà thứ nhất và chén thứ năm cuối cùng rót ra chênh lệch nhau. Trên phương diện vị đã kém gần một cấp, người có thể thử một chút, chén thứ nhất đạt tới tứ phẩm, một chén cuối cùng tối đa cũng lại là tam phẩm, cùng một bình trà lại có hai loại khẩu vị, thứ 17 chỗ thất bại. Trương Huyền không có ngừng lại, Nói liên tiếp 17 chỗ chỗ không đúng. Lúc lại nhìn về phía Điền Long, vẻ mặt hắn lộ vẻ đồng tình. Một thủ pháp lá dụng về cội rất tốt, lá trà cửu niên xuân rất tốt, bị ngươi ngâm thành như vậy, không phải chó má không phải thì là cái gì? Ngươi, ngươi. Sắc mặt Điền Long trắng bệch, giống như là gặp quỷ. Hắn muốn phản bác, lại một câu nói cũng nói không nên lời. Hắn vừa học được bộ thủ pháp này, có rất nhiều chỗ thiếu hụt là bình thường dựa theo đạo lý, không ảnh hưởng tới toàn cục, nhưng đối phương làm sao nhìn ra được. Hắn không phải không biết trà đạo sao. Phải biết rằng, những điều đối phương nói, cùng ra ra hắn giáo huấn không sai chút nào, thậm chí còn nhiều hơn. Ra ra cũng chỉ nói ra bốn, năm chỗ mà thôi. Hắn nói một hơi 17 chỗ. Lẽ nào hắn nghiên cứu về trà đạo còn lợi hại hơn ra ra? Sao có thể như vậy được? Không chỉ hắn phát điên, toàn bộ đại điện im ắng, kim rơi cũng có thể nghe được. Tất cả mọi người nhìn về phía Trương Huyền, giống như là nhìn một con quái vật. Nhất là lục tầm, mắt trợn trừng sắp rơi xuống trên mặt đất. Hắn cũng có phần phát điên. Hắn vừa nói ra thủ pháp Điền Long sử dụng và phẩm cấp mùi trà thơm, đã cảm thấy mình rất lợi hại, rất tự hào. Kết quả, đối phương không chỉ nhìn ra được những điểm này, ngay cả vấn đề trong lúc pha trà, sai lầm trên phương diện kỹ xảo, cũng đều nói ra tất cả, tất cả đều rõ ràng nhất thời hắn cảm thấy mặt mình giống như bị người hung hăng đánh phải nóng hừng hực đã nhanh bị xé nát rốt cuộc có chuyện gì xảy ra một hơi nói ra nhiều điều như vậy hơn nữa còn hiểu rõ về cửu niên xuân như vậy người bán lá trà sao điền lão không biết ta nói có đúng không không để ý tới sự chấn động kinh ngạc của mọi người trương huyền khẽ cười nhìn về phía điền lão đang ở chính giữa trà đạo sư pha trà giống như võ giả đánh quyền đồng thời có thể sinh ra sách ghi lại chỗ thiếu hụt. Điền Long này không khiêu khích, hắn cũng lời để ý tới, cho một bậc thang đi xuống. Nhưng ngay từ lúc mới bắt đầu, đối phương lại gây phiền phức cho mình, còn giúp trợ lục tầm, vậy ngại quá. Đương nhiên, đây cũng là hắn hạ thủ lưu tình, chỉ nói một phần chỗ thiếu hụt mà thôi. Nếu thật sự muốn noi ra toàn bộ, sợ rằng người này sẽ giống như Bạch Minh Đan Sư trước đây, niềm tin kiên định mấy năm liền ầm ầm đổ nát, dẫn đến sau này ở trên trà đạo, lại không có cách nào tiến bước. người nói, nói thật, đối phương nói ra gần một nửa, hắn cũng không biết chính xác hay không. nhưng nửa còn lại, hắn có thể xác định chính xác trăm phần trăm. hơn nữa, phần nửa hắn không biết này, bất kể cân nhắc từ thuộc tính lá trà, thủ pháp pha trà, chắc hẳn không có bất kỳ vấn đề gì. chỉ liếc mắt thoáng nhìn pha trà, đã nói ra nhiều vấn đề như vậy sao? suốt cuộc hắn là đại sư trà đạo, hay là ta? bộ dạng điền lão như gặp quỷ, do dự hồi lâu. Hoàn toàn đúng, hoàn toàn đúng, trương lão sư nói đúng. Nghe được đánh giá của hắn, trong đại sảnh ồ lên. Đặc biệt là hoàng ngữ, bạch tốn nhìn nhau, mỗi người từ trong mắt đối phương nhìn ra được cảm giác muốn phát điên. Trên đường đến đây, trương lão sư vẫn hỏi chuyện liên quan tới trà đạo, tiểu bạch tới mức không thể tiểu bạch hơn, tuyệt đối không biết trà đạo là vật gì. Mới vừa rồi mình còn lo lắng, so tài với lục tầm, hắn chắc chắn phải thua không thể nghi ngờ. Nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại xuất hiện loại kết quả này. Đại ca, có thể đừng chơi trò khiến tim người ta đập nhanh như vậy đi. Người tinh thông trà đạo như vậy, làm gì phải giả vờ hoàn toàn không biết gì cả. Hắn nhất định là cố ý. Nhớ tới mới vừa rồi còn lòng tốt truyền âm giảng giải tứ cảnh trà đạo cho hắn, hoàng ngữ không ngừng nôn ra máu. Sợ rằng trong lòng người này đang cười mình vô tri dường như trương đại sư trước kia vẽ tranh cũng như vậy trong lòng nàng đang thầm mắng bên tai liền nhớ lại giọng nói mờ mịt của bạch tốn nghe hắn nói như thế hoàng ngữ nhất thời cũng nghĩ tới dường như trương đại sư này lúc trước vẽ tranh cũng thoạt nhìn giống như đần độn cái gì cũng không biết kết quả xem sách một lát tùy tiện vẽ vài nét bút ngay cả bức tranh ngũ cảnh cũng có thể làm ra người này rốt cuộc có chuyện gì xảy ra trên thế giới làm sao có thể có người quái lạ như thế sao? Nếu hoàn toàn đúng, có phải đã thông qua thử thách của ngươi hay không? Hai tay để ra sau lưng, Trương Huyền trở lại chỗ ngồi của mình, thần sắc thản nhiên nhìn qua. Khoan đã. Điền lão còn chưa lên tiếng, Vương Siêu ở phía đối diện đột nhiên đứng lên. Vừa rồi Điền lão ra đề mục là Trương Huyền và Lục huynh ai có thể nói ra dùng thủ pháp gì, mùi trà thơm đạt được mấy phẩm, người đó lại thắng lợi lục huynh nói thủ pháp lá dụng về cội cũng nói ra mùi trà thơm là tứ phẩm trả lời công bằng phù hợp vấn đề về phần trương lão sư nói nhiều như vậy thứ quan trọng nhất ngược lại không nói ra lại cẩn thận nói tiếp là đáp án sai lầm ta cho rằng lục huynh chắc hẳn là người thắng không sai lục huynh chưa nói những lời sau không có nghĩa là không biết hắn chỉ là trả lời chính xác vấn đề mà thôi ánh mắt điền long nhất thời sáng lên cũng cắn răng nói nếu như người này thật sự giành thắng lợi, trở thành học đồ của lưu sư, chẳng phải mỗi ngày đều ở cùng với hoàng ngữ. Vậy mình còn có chuyện gì nữa? chương 264, tìm nhầm người hai Cho nên, nhất định không thể để cho hắn thực hiện được. Hơn nữa vừa rồi bị chửi giống như tôn tử, loại cơ hội tốt này, hắn có thể nào buông tha? Nghe được luận điệu của đối phương, Trương Huyền sửng sốt. Vốn cho rằng mình lại đủ vô sỉ, không nghĩ tới hai người này còn vô sỉ hơn cả mình. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo sao? Lại cẩn thận nói tiếp, mình thật sự hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Chỉ có điều, lục lão sư là người trả lời đầu tiên, đã nói ra đáp án. Nếu như trương lão sư không nói như vậy, chẳng lẽ còn muốn lặp lại đáp án của hắn sao? Hoàng ngữ cũng không nhịn được nữa, đứng dậy. Đùa kiểu gì vậy? Người cũng nói ra đáp án, bảo người phía sau trả lời như thế nào nói giống như ngươi nhất định sẽ bị nói là kể lại nói không giống lại thành nói hỏi một đằng trả lời một nẻo đều là lão sư sao kim có thể giữ mặt mũi không được rồi không nên tranh cãi nữa thấy hai bên có chút nổi nóng điền lão vông tay lên cái đề mục này là do ta đưa ra có chút sơ sót lại xóa bỏ xóa bỏ trương huyền nhìn qua biết đối phương rõ ràng là giúp đỡ lục tầm điều này cũng khó trách được hắn mình cô đơn lẻ loi trước ngày hôm nay ngay cả điền lão này là ai mình cũng không biết đối phương đương nhiên phải giúp trợ lục tầm quen thuộc hơn điền lão sư nghe điền lão nói như thế lưu lăng nhíu mày làm bất công cũng quá trắng trợn được rồi người cũng đừng nói nữa là do ta sơ xuất ra lại một đề khác là được không nhất định phải xoắn suýt ở chỗ này cắt ngang lời lưu sư nói điền lão thản nhiên nói Vâng, lão sư đã nói như vậy, Lưu Lăng không dám phản bác. Hắn không thể làm gì khác hơn là đầy áy náy liếc mắt nhìn Trương Huyền. Vừa rồi sát hạch trà đạo là do ta sơ suất. Chỉ có điều, ta cũng nhìn thấy, hai vị vô cùng tinh thông về trà đạo. Nếu quả thật phải đánh tới người chết ta sống, ngược lại tổn thương hòa khí. Như vậy đi, ta ngoại trừ trà đạo ra, đối với thư hỏa cũng có chút nghiên cứu. Hơn nữa, vừa vặn nhận được một bức tranh, chỉ liếc mắt thoáng nhìn, lại kinh sợ tới ngây người. Hai vị đều là lão sư, ta nghĩ cũng có chút hiểu biết về thư họa. Không bằng ta lấy ra để cho hai vị giám định và thưởng thức một chút. Ai nói chính xác, người đó lại giành thắng lợi. Do dự một lát, biên lão vuốt tròm dâu nói. Sát hạch thư họa. Nghe được lời của đối phương, Trương Huyền sửng sốt, thiếu chút nữa thì bật cười. Nếu như sát hạch cái khác, hắn có thể còn phải tìm kiếm sách từ bên trong đồ thư quán, học tập qua một chút thư hỏa lại hoàn toàn không cần. Có thể vẽ ra bức tranh ngũ cảnh, dĩ nhiên đạt được cảnh giới tông sư thư hỏa có thể so với thi họa sư nhị tinh. Người xác định, lục tầm so tài với ta, có thể giành thắng lợi sao? Chỉ có điều, suy nghĩ một chút hắn cũng lại bừng tỉnh. Thông qua chuyện vừa rồi, hắn khẳng định cũng nhìn ra bản thân vô cùng tinh thông về trà đạo. Tiếp tục so tài, lục tầm cũng sẽ thất bại. Nếu hai người đã sớm quen biết, Tất nhiên biết nguồn gốc sâu xa của gia đình Lục Tầm. Phụ thân hắn Lục Trầm là đại sư thư họa chính thức. Hắn từ nhỏ mưa dầm thấm đất, hiểu biết về thư họa tất nhiên càng tốt hơn trà đạo. Cho nên, trực tiếp cho tới một sát hạch thư họa. Như vậy chẳng khác nào lấy sở trường của Lục Tầm so tài với mình. Chỉ tiếc, hắn không nghĩ tới, ngay cả phụ thân của Lục Tầm, Lục Trầm đại sư gặp phải mình, cũng phải tôn trọng gọi mình một tiếng đại sư không biết hai vị có dị nghị gì không? Nói xong, Điền Lão nhìn lại. Điền Lão an bài, Lục Tầm tất nhiên không dám có dị nghị. Lục Tầm ôm quyền, bộ dạng cục cưng ngoan ngoán, thật ra đã sớm vui muốn nở hoa. Tuy rằng trước đó Điền Long nói qua Trương Huyền có thể là đại sư thư họa, nhưng hắn cho rằng đó là lời nói dối, căn bản không có lưu tâm. Hơn nữa so với trà đạo, hắn tuyệt đối tinh thông thư họa hơn nhiều. Ở trong đầu hắn nghĩ tới mặc trần tử, nguyên ngũ phụ thân lục trầm và rất nhiều đại sư thư họa một lượt rất nhiều sạc đọc qua từ nhỏ không ngừng hiện ra ở trong đầu hắn trên mặt hắn lập tức lộ ra vẻ tự tin nói đùa về trà đạo hắn chỉ là có đọc lướt qua nhưng thư họa đây chính là gia truyền chỉ cần đối phương không phải là đại sư thư họa muốn thắng được mình tuyệt đối là không có khả năng lục tầm có loại tự tin tuyệt đối này trương lão sư thấy hắn đồng ý điền lão gật đầu nhìn về phía Trương Huyền. Ta cũng đồng ý. Trương Huyền gật đầu. So tài giám định và thưởng thức thư họa sao? Đám người ba danh sư, hoàng ngữ, bạch tốn biết chuyện, mỗi một đưa mắt nhìn nhau. Một lát sau, bọn họ đồng thời nhìn về phía lục tầm, đầy thương hại. Vừa rồi so tài về trà đạo có khả năng còn không gọi là công kích. Dù sao không phải là chuyên nghiệp, thất bại cũng không nản lòng. So tài về thư họa, một lát nữa đứa trẻ này chắc hẳn sẽ khóc sống khóc chết. Ôi, hai tử đáng thương. Nói thật, lục tầm, so tài về thư họa, người thật sự tìm nhầm người. chương 265, trình độ giám định tranh của lục tầm 1. Ban đầu, Lưu Lăng còn muốn nhắc nhở Điền Lão một câu. Nhưng nhớ tới vừa đánh hắn cắt ngang lời của mình, sợ nói nhiều chọc cho hắn mất hứng, nên cũng tính không nhiều lời nữa. Nếu hai người các ngươi đều không có vấn đề gì, Điền Cương, đi cầm bức tranh kia tới. nói xong điền lão vẫy tay một cái. vâng, thời gian không lâu, điền cương đã ôm một cái hộp dài nhỏ đi tới. đây là bức tranh lưu sư đưa cho ta, có thể nói là hoàn mỹ. mỗi lần quan sát đều khen không dứt miệng. ngày hôm nay cũng coi như các người có phúc, có thể thấy loại tác phẩm cấp bậc như vậy. điền lão cười lấy bức tranh từ trong hộp ra ngoài. thật hy vọng lúc còn sống có thể nhìn thấy đại sư thư họa này tận mắt nhìn thấy tài nghệ cao siêu phi phàm của hắn. Vuốt ve bức họa trong tay, ánh mắt điền lão mang theo sự thành kính. Trà đạo và thư họa có không ít điểm giống nhau. Chính vì vậy, hắn đối với thư họa yêu cực kỳ tha thiết. Tuy rằng không đạt được cấp đại sư, nhưng cũng nghiên cứu khá sâu. Không nói nhiều nữa, hiện tại lại cho các ngươi nhìn, Trang Hiền, Trịnh Phi, các ngươi cũng tinh thông thư họa, thuận tiện chỉ điểm một chút cẩn thận từng ly từng tí mở bức tranh cuộn bức tranh dạng thủy mặc lập tức xuất hiện ở trước mắt mọi người là một mảnh bãi cỏ phía trên có một con hươu đang đứng đầy cảnh giác ăn cỏ xung quanh đầy hoa dại cho người ta một loại cảm giác hoa núi dạng dỡ mùi thơm xông vào mũi mặc dù chỉ là tranh vẽ bằng phẳng lại khiến người ta nhìn vào có cảm giác bất cứ lúc nào con hươu kia cũng sẽ chạy đến vào tới trước mặt đây là bức tranh ngũ cảnh chỉ liếc mắt thoáng nhìn Đồng tử Lục Tầm lập tức co lại, hơi thở dồn dập. Thân là người từ thế gia thư họa đi ra, hắn hiểu rất nhiều về thư họa. Chỉ liếc mắt hắn liền nhìn ra chỗ tinh diệu của bức tranh này. Hiển nhiên vượt qua kinh hồng, đạt tới cảnh giới cao thâm hơn. Loại bức tranh cấp bậc như vậy, cho dù ở Thiên Huyền Vương quốc đều là trăm năm khó gặp. Điền lão có thể có được một bức, đồng thời cầm tới cho bọn họ giám định và thưởng thức, tuyệt đối kiếm lời lớn cho dù loại cấp bậc đại sư như phụ thân hắn cũng chưa từng thấy qua không sai chính là một bức ngũ cảnh bức tranh chỉ tiếc tác giả không lưu lại tên của mình và tên gọi của bức tranh bằng không ta nhất định sẽ tự mình đến nhà thăm hỏi điền lão lắc đầu đầy xúc động được rồi nếu muốn giám định và thưởng thức liền bắt đầu đi quan sát bức tranh này sau đó đưa ra bình luận ai bình luận chuẩn xác nhất sát với thực tế người đó lại thắng Điều này do ta và ba danh sư phán xét, chắc hẳn không cần hoài nghi về sự công bằng chính trực. Lần này, do trương lão sư mở miệng trước, mới vừa rồi là lục tầm nói trước tiên, vì công bằng, lần này để cho trương huyền mở miệng trước. Điền lão nói xong, thấy không ai trả lời, hắn không nhịn được nhìn về phía cách đó trương huyền không xa, đã thấy hắn nhìn tranh vẽ trước mắt, trợn mắt há hốc mồm, vẻ mặt không yên lòng. Thấy bộ dạng này của hắn, điền lão nhíu mày một cái, bức tranh ngũ cảnh quá mức cao siêu một vài người thường không hiểu biết về thư họa rất dễ dàng bị lạc mất phương hướng ở trong đó không phân rõ hiện thực hay bức tranh hiển nhiên vị trương lão sư này chính là như vậy loại người ngay cả bức tranh và hiện thực cũng không phân rõ làm sao có thể hiểu về tranh xem ra lựa chọn so tài thư họa là đúng rồi vị trương lão sư này chắc hẳn còn lâu mới là đối thủ của lục tầm hừ cho ngươi ra vẻ ta đây lại trình độ loại này còn là đại sư thư họa sao? Đùa kiểu gì vậy? Điền Long ở một bên nhìn thấy được hắn thất thố, cũng lạnh lùng cười. Nếu như nói trước đó bởi vì nguyên ngũ gọi là đại sư, khiến cho trong lòng hắn sinh nghi ngờ, vậy thời khắc này nhìn thấy được bộ dạng của người này, hắn nhất thời chấn định lại. Thật sự là đại sư thư họa, nhìn thấy được bức tranh ngũ cảnh, làm sao có thể biến thành bộ dạng này? Nhất định là quá mức chấn động, bị lạc mất chính mình. Trương Lão Sư Điền lão nói. Ừ, trương huyền này mới khôi phục lại, vẻ mặt cổ quái. Không cần, hãy để cho lục lão sư nói trước đi. Ta, nghe là được. Tốt lắm, ta lại không khách khí. Chỉ có điều, hy vọng một lát nữa thua, không nên lại kiếm cớ. Thấy đối phương ngay cả dũng khí mở miệng nói trước cũng không có, lục tầm lộ ra vẻ mặt xem thường. Người này nhất định là thấy bức tranh trước mắt quá mức cao thâm, không biết dám định và thưởng thức như thế nào, mới để cho mình nói trước, đến lúc đó chỉ cần trông mèo vẽ hổ là được. Chỉ có điều, chiêu này vừa rồi có thể sử dụng. Lần này ta có sự đề phòng, lại làm sao có thể để cho ngươi thành công. Vung tay áo một cái, đi đến giữa đại sảnh, trên mặt lục tầm lộ ra vẻ tự tin nồng đậm. Bức tranh ngũ cảnh, do tông sư thư họa lưu lại, ta không dám xen vào quá nhiều. Nếu như một lát nữa có điểm nào không đúng, vẫn hy vọng các vị chỉ ra chỗ sai, coi như trao đổi. Đi tới trước mặt bức tranh, hai mắt lục tầm tỏa sáng, mang theo phong thái đặc biệt của đại sư. Giám định và thưởng thức loại bức tranh cấp bậc này, cần phải từ xa đến gần, từ cạn đến sâu. Đã như vậy, ta nói trước về bố cục chỉnh thể của bức tranh này. Vừa rồi, thời điểm trà đạo, hắn chỉ nói ra tên gọi và mùi trà thơm mấy phẩm, làm cho đối phương có cơ hội để lợi dụng. Lần này hắn lại chuẩn bị xong, dự định nói ra hết toàn bộ những gì mình biết chỉ cần nói hết tất cả mọi thứ, xem ngươi một lát nữa nói như thế nào. Ta đi con đường cường hãn, khiến cho ngươi không còn đường nào có thể đi. chương 266, trình độ giám định tranh của lục tầm 2. Bức tranh này, tuy rằng tác giả không lưu lại tên gọi, nhưng ý cảnh cao xa. Chỉ cần xem một chút, sẽ cảm thấy một thảo nguyên rộng lớn đập vào mặt. Con hươu nhàn nhã ăn cỏ, hoa tranh nhau tỏa hương thơm. Ta đoán, thời điểm vị tông sư thư hỏa vẽ tranh, tất nhiên đứng ở trên cỏ rộng cảm nhận được vẻ đẹp và sự yên tĩnh trước mắt tâm tình thật tốt mới múa bút vẩy mực lưu lại bức tranh bất diệt này nếu quả thật muốn lấy một tên ta cảm thấy nên gọi là bức tranh múa bút giữa trời xanh lục tầm nói bức tranh múa bút giữa trời xanh không sai cái tên rất khí thế tả lại đúng sự thật tâm tư của vị thư họa sư này một khí tức lẫm liệt phá tan trời cao điền long tán dương thấy không đây mới thật sự là cao thủ thư họa vừa mở miệng liền nói ra ý nhị của bức tranh này khiến người ta tưởng tượng xa vô hạn nói xong tên ta nói tiếp tới nội dung và bút pháp bên trong rất rõ ràng bức tranh này sử dụng bút pháp song câu trước hết vẽ phác họa ra đường nét của vật lại vẽ ra một ý cảnh vĩ mô hoa cỏ và con hươu hoang dã bố trí làm đẹp trong đó cũng chỉ có loại cách vẽ này mới có khả năng lộ rõ bố cục khổng lồ như vậy ẩn chứa ý cảnh cường đại như vậy hai mắt lục tầm tỏa sáng. Bút pháp xong câu, chẳng lẽ không phải là tả hữu du long sao? Trương Huyền không nhịn được nói. Tả hữu du long, người biết từ này là có ý gì không? Lục tầm còn chưa mở miệng, Điền Long nhịn không được cười ra tiếng. Tả hữu du long là thủ pháp do thợ thủ công ở ven đường vì không có thời gian mới sử dụng, giống như in ấn. Ngày ngày vẽ cùng một tác phẩm, thời gian lâu sao, quen tay hay việc, mới có khả năng hoàn thành. Người nói bức tranh ngũ cảnh, sử dụng loại thủ pháp này làm ra. Ha ha, người hiểu thư họa sao? Không chỉ Điền Long lộ ra vẻ mặt khinh bỉ, ngay cả Điền Lão liếc mắt nhìn Trương Huyền, cũng không nhịn được lắc đầu. Tả hữu Du Long vẽ ra ngũ cảnh, lại giống như sử dụng lực lượng của Thái Tổ trường quyền đánh ra dáng Long thập bát trường. Người xác định là tới giám định và thưởng thức, không phải tới chọc cười sao? Người thật sự dám nghĩ. Lục tầm cười lạnh, ý khinh thường trong mắt càng đậm khóe miệng hắn nâng lên không để ý tới loại người cái gì cũng đều không hiểu này hắn tiếp tục nhìn về phía bức tranh trước mắt mới vừa nói chính là kết cấu chỉnh thể bây giờ nói một chút về phương diện những chi tiết này điểm này vị tông sư này xử lý trông rất sống động nhìn những bông hoa dại này có thể nhìn thấy được sự rõ ràng mạch lạc con hươu hoang dã kia thậm chí có thể nhìn thấy được sợi lông trên thân thể từ trên điểm đó có thể thấy bức tranh này khẳng định không phải một lát có thể vẽ xong. Cho dù là tông sư, cũng vẽ chỉ ít 2-3 ngày. Chỉ có thời gian dài như vậy khắc tinh tế, mai cẩn thận mới có khả năng thể hiện ra bộ dạng bức tranh chi tiết hoàn mỹ, ý nhị 10 phần như vậy, khiến cho người xem không tìm ra được vấn đề và khuyết điểm nào. Không thể không nói, tâm tính và sự chịu đựng của vị đại sư này, người thường không có thể nào đạt được. Ánh mắt lục tầm lộ ra sự bội phục, Đi dạo xung quanh tranh vẽ một vòng, nói tiếp. Cuối cùng, bức tranh này, ý cảnh xa xăm cổ xưa. Tuy rằng phía trên không lưu lại tên tác giả, nhưng với kinh nghiệm từng nhiều năm nhìn tranh vẽ của ta, cũng có thể đoán ra một chút. À, người có thể đoán được, là ai? Trương Huyền ở bên cạnh lại không nhịn được nói, sự cổ quái trong mắt càng đậm nét hơn. Hai tay đưa ra sau lưng, đầu lục tầm hất lên mang theo ngạo khí từ trên cao nhìn xuống và tự tin cường đại đối với bức tranh. Đại sư Thư Hỏa có thể có loại trí khí và ý nhị này, 10 nước xung quanh, trong trăm năm qua tổng cộng chỉ có 7 người. Trong đó có 4 vị, lưu truyền tác phẩm cho hậu thế, rất ít liên quan đến loại cảnh tượng này. Ba người còn lại, trước đó từng có loại tác phẩm tương tự. Ba người này, theo thứ tự là Kim Mãn Đường Tiền Bối ở Bắc Phú Vương Quốc, Ngô Kiệt Siêu tiền bối ở Hàn Vũ Vương quốc cùng với Vân Thiếu Khanh tiền bối ở Thần Phong Vương quốc. Kim Mãn Đường tiền bối đã từng ở vùng đất 18 trượng lưu lại tác phẩm xuất sắc, trong đó vẽ ra cây tùng, cứng cáp có lực, rất có ý nhị của người xưa. Cùng con hưu, cảnh tượng thảo nguyên này không mưu mà hợp, vốn là người rất đáng để nghi ngờ lựa chọn. Chỉ có điều, Mãn Đường tiền bối, 80 năm trước lại qua đời. Nếu quả thật lưu lại bức họa này, khẳng định đã sớm có người biết được, không đến mức hiện tại mới nhìn thấy cho nên không thể nào là hắn ngô kiệt siêu tiền bối am hiểu vẽ động vật có người nói hắn từng vẽ một con thiên nga trắng nằm trên mặt đất chọc cho một con thiên nga thật sự đến cho rằng bạn đồng hành đã chết bi thiết ngân dài hậm hực mà chết chỉ sợ cũng chỉ có loại tài nghệ này có khả năng vẽ ra con hươu hoang dã này chỉ có điều hắn chỉ am hiểu động vật không am hiểu hoa cỏ có thể đều vẽ ra hai thứ này xuất sắc như thế sợ rằng trong 10 vương quốc lớn gần chúng ta, cũng chỉ có vân thiếu khanh tiền bối. Mấu chốt nhất chính là, ba vị tông sư này, chỉ có vị này còn sống trên đời. Cho nên, ta đoán, người vẽ bức tranh này, là do lão nhân gia lưu lại. Nói xong, lục tầm ngạo nghễ đứng thẳng, không ai bằng mình. Tốt, tốt, phân tích rất tốt, sâu sắc tiến vào trọng tâm, lập luận sắc xảo. Điền lão vỗ tay tán thưởng. Thấy không, cái gì gọi là chuyên nghiệp, Chính là đây. Không chỉ phân tích đạo lý bức tranh rõ ràng, thậm chí ngay cả tác giả là ai cũng có thể đoán được tám chín phần. Không hổ danh là con trai của Lục Trầm đại sư, chỉ riêng phần kiến thức và hiểu biết chính xác này, lần so tài này lại thắng chắc. Được rồi, Trương lão sư tới lượt ngươi. Tán dương xong, Điền lão nhìn về phía Trương Huyền cách đó không xa. Đến lượt ta, ngươi xác định thật sự để cho ta nói sao? Trương Huyền nhìn qua. Đương nhiên thế nào có phải vừa rồi ta đã nói hết những lời ngươi muốn nói bản thân ngươi muốn nói cũng nghèo từ hay không ánh mắt lục tầm lộ ra sự diễu cợt không phải ta thật ra trong lúc nhất thời nhớ không nổi gì ngôn ngữ giám định và thưởng thức nghĩ tới nghĩ lui chỉ có bốn chữ trương huyền nói bốn chữ điền lão và lục tầm đồng thời nhìn qua ừ trương huyền vào đầu có chút không có hứng thú bức tranh này nếu như không nhìn nhầm chính là ta vẽ. chương 267, tính là ta thắng sao. Một, người vẽ. Gian phòng im ắng. Ngay sau đó có tiếng nói vang lên. Người nói này bứ tranh ngũ cảnh là ngươi vẽ. Trương Huyền, người thật là khiến ta cười chết rồi. Cho dù dám định và thưởng thức không ra, chịu thua là được, không cần giả vờ như thế. Mặt mũi thật là lớn, thích khoe mẽ, trung quy phải có một giới hạn. Người vẽ, làm sao không nói, Ngươi chính là Vân Thiếu Khanh tông sư. Đồ không biết trời cao đất rộng, Người biết bức tranh ngũ cảnh đại biểu cho ý nghĩa không? Còn nói ngươi vẽ, đua kiểu gì vậy? Điền Long, Lục Tầm, Vương Siêu đều lạnh lùng cười ra tiếng. Mỗi một người nhìn về phía Trương Huyền giống như là nhìn một kẻ ngu si. Bức tranh ngũ cảnh, đó là khái niệm thế nào? Toàn bộ Thiên Huyền Vương quốc chưa từng một người nào có thể vẽ ra. Ngay cả phụ thân của Lục Tầm Đế sư Lục Trầm đại sư cũng làm không được. Một tiểu tử là lão sư học viện, chưa đầy 20 tuổi, nói hắn có thể vẽ ra. Đây không phải là nói đùa là cái gì? Lưu Lăng, đây chính là người các ngươi coi trọng, dự định mời làm học đồ sao? Không biết trời cao đất rộng, nói bốc nói phét, người như thế cũng xứng làm lão sư sao? Điền lão vùng ống tay áo, sắc mặt trầm xuống. Lưu sư xem bức tranh này như quà mừng thọ đưa qua. Hắn cả ngày ở trong gian phòng cẩn thận tìm tòi, kinh ngạc tới ngây người, vẫn cảm thấy đây là bức tranh do một do một đại tông sư thư hỏa lưu lại, sinh lòng ngưỡng mộ. Người này lại nói là hắn vẽ. Quả thực chính là sỉ nhục danh hỏa. Điền lão sư, bức tranh này. Nghe được lão sư chất vấn, vẻ mặt lưu lăng dầu dĩ. Thực sự là do trương huyền lão sư vẽ. Thế nào, người cũng thừa nhận hắn cuồng vọng. Hả, người nói cái gì? Điền lão không nghe rõ, lẩm bẩm một câu đột nhiên hắn kịp phản ứng thiếu chút nữa ngất đi môi run run hắn hắn vẽ sao đúng bức tranh này là do trương lão sư tự tay vẽ mấy ngày hôm trước lưu lăng cười khổ nói trước đây thời điểm hoàng ngữ lấy bức tranh này tới giao cho hắn làm quà mừng nói thật hắn cũng bối rối bức tranh ngũ cảnh cho dù ở bắc phú vương quốc nhị đẳng cũng là bảo vật chỉ có thể gặp không thể cầu tự nhiên lại xuất hiện từ trong tay một lão sư hồng thiên học viện chưa đủ 20 tuổi. Cho dù hắn chính tay nghe, cũng cảm thấy trong đầu choáng váng, khó có thể tin được. Điều này, điều này, đồng tử điền lão co lại, gương mặt già nua thoáng cái đảo ửng, hận không thể có khe nứt để chui vào. Lưu lăng làm danh sư, không có khả năng ăn nói bừa bãi. Điều này cũng đã nói rõ, bức tranh này, thực sự do vị trương lão sư này vẽ. Mình luôn mồm sùng bái người ta, lúc còn sống muốn được bái kiến kết quả thật sự nhìn thấy, còn chất vấn đối phương. Ta không tin, cho dù há học vẽ tranh từ trong bụng mẹ, cũng không có khả năng vẽ ra bức tranh lợi hại như vậy. Nghe được Lưu Sư thừa nhận, lục tầm cắn răng nhìn qua. Vừa rồi khén tác giả bức tranh, khen đến tận bầu trời, lại là loại thủ pháp này, lại là loại phong cách vẽ này. Lại là đại sư này, lại là tông sư kia, hận không thể quỳ liếm. Kết quả, là kẻ hắn vẫn muốn oán giận dù đánh chết hắn cũng không tin. Ta cũng không tin, lưu sư ngàn vạn lần đừng để hắn lừa gạt. Vương siêu cũng gào thét một tiếng. Chỉ có điều, tiếng hô của hai người còn chưa có kết thúc, chỉ thấy Trương Huyền đã đi tới trước bức tranh, bàn tay nhẹ nhàng tiếp xúc. Ông! Một tiếng động vang lên, con hươu hoang dã trên bức tranh lập tức giống như sống lại, quay đầu vào tới, một lát sau tiêu tan trên không trung. Đây là bản nguyên hóa linh. Chỉ có người sáng tác ra bức tranh mới có thể khiến bản nguyên hóa linh. Một bức tranh ẩn chứa tất cả tâm huyết của người sáng tác, cùng tinh khí thần của hắn có thể ăn ý hoàn mỹ. Bức tranh đạt được ngũ cảnh, chỉ cần tác giả chạm vào, lại sẽ tự động hóa linh. Vậy, thực sự là hắn vẽ. Bức tranh đạt được hóa linh cảnh, nếu muốn phân biệt người nào vẽ, hết sức dễ dàng. Chỉ cần bàn tay của người sáng tác tiếp xúc, bức tranh cuộn sẽ tự động biểu diễn hiệu quả hóa linh nhìn thấy được con hươu hoang dã chạy nhanh khí thức trên bức tranh lưu chuyển cùng trương huyền lão sư cách đó không xa ăn ý đan sen lẫn nhau người ngu đi nữa cũng biết tác giả bức tranh này nhất định là hắn điều này làm sao có thể lục tầm thoáng lảo đảo ngã xuống đất khóc không ra nước mắt vừa rồi hắn vẫn tự tin nói tác giả bức tranh này nhất định là vân thiếu khanh đại sư nhất định là sử dụng bút pháp song câu kết quả hiện thực lại hung hăng đánh tát một cái đại ca nếu như sớm biết rằng ngươi là tông sư thư họa ta còn so tài cái lông đây không phải là tìm đánh sao vương siêu điền long ở bên cạnh cũng cảm thấy toàn thân co giật sắp ngất đi nhất là điền long lúc này hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao nguyên ngữ đại sư cũng cung kính đối với người này như thế thậm chí còn muốn học tập hắn một thư họa sư tông sư có thể vẽ ra bức tranh cấp bậc ngũ cảnh đáng để hắn tôn kính như vậy trương huyền tông sư là mắt ta kém cỏi, mong hãy tha lỗi. Sắc mặt điền lão cũng khó coi đứng dậy ôm quyền, trong nháy mắt dường như già thêm mười mấy tuổi. Cả đời truyền thụ kiến thức, giáo dục cách làm người, được hưởng danh tiếng rất lớn, kết quả lại ngã nhào ở đây. Để cho lục tầm sao tài thi họa với một tông thư thư họa sao. Còn có chuyện gì kích thích hơn nữa không? Vốn định giúp hắn bái sư, kết quả, lại cứ như vậy gài bẫy hắn, còn là loại hãm hại rất thảm này, chương 268, tính là ta thắng sao. 2. Thảo nào đám người lưu lăng chen nhau vỡ đầu cũng muốn thu hắn làm học đồ, không để ý tới thân phận danh sư. Thì ra là thế. Một vị tông sư có thể vẽ ra bức tranh ngũ cảnh, một khi trở thành học đồ, lại lập tức nắm giữ tư cách sát hạch danh sư. Nếu thật sự thành công, làm lão sư cũng sẽ vang danh khắp vương quốc. Không trả lời lời điền lão nói, Trương Huyền đứng lặng lẽ ở trước bức tranh, nhìn bức tranh cuộn trước mắt. Bức tranh này là mấy ngày trước ta ở phủ đệ của Lục Trầm đại sư vẽ ra, cũng không đứng ở trước thảo nguyên, cũng không sử dụng bút pháp song câu, mà dùng thủ pháp Tả Hữu Du Long, tổng cộng vẽ ra sử dụng 47 lần hít thở, không có cái gọi là 2 3 ngày. Tả Hữu Du Long, 47 lần hít thở. Khóe miệng Lục Tầm lại nhất thời co rút. Vừa rồi hắn còn nói lời son sắt, vẽ ra bức tranh này cho dù là tông sư, cũng tốn chí ít 2 3 ngày. Hơn nữa bản thân còn ở trong Thảo Nguyên, có cảm xúc bạo phát. Kết quả nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại vẽ ở nhà hắn, còn chỉ dùng thời gian ngắn như vậy. Càng khoa trương hơn là, sử dụng kỹ xảo của thọ thủ công bên đường chuyên sao chép bức tranh làm ra danh họa ngũ cảnh. Điều này cũng quá nghịch thiên đi. Nghe đến mấy điều này, Điền Long càng muốn khóc. Vừa rồi, thời điểm đối phương nói ra kỹ xảo này, còn bị hắn mắng cho máu chó đầy đầu. Kết quả trong chớp mắt lại được chứng thực là sự thật tả hữu du long loại thủ pháp theo đuổi tốc độ vẽ tranh này cũng có thể làm ra bức tranh lợi hại như vậy sao trương lão sư người rốt cuộc đạt tới trình độ gì vậy không để ý tới thái độ của hai người ngón tay trương huyền búng vào phía trên bức tranh không biết ở đây có thể có bút mực hay không có có điền lão ngoắc tay điền cương lập tức vội vàng chạy ra ngoài thời gian không lâu hắn lại cầm theo bút mực qua bởi vì kích động thái quá, thời điểm vào nhà, hắn thiếu chút nữa ngã sắp xuống. Chỉ cần không ngốc, đều biết vị trương lão sư này nhất định muốn lưu lại tên cho bức tranh này. Một bức tranh, lưu tên và không để lại tên, giá trị khác biệt rất lớn. Bình thường sẽ nhảy vọt lên gấp mấy chục lần. Đặc biệt là vị trương lão sư này trẻ tuổi như vậy liền trở thành tông sư thư họa. Một khi qua mấy năm nữa, trở thành danh sư, vang danh khắp các vương quốc xung quanh, bức tranh lưu lại tên, Giá trị nhất định lại tăng mạnh. Đương nhiên, giá trị là thứ yếu, chủ yếu nhất là có thể chính mắt thấy được một vị tông sư thư họa dùng bút viết chữ, vinh hạnh tới mức nào. Bức tranh này không có khí thế múa bút vẩy mực, cũng không có ý cảnh cao xa như Lục lão sư nói. Cái tên bức tranh múa bút giữa trời xanh này, nhất định là không chịu nổi. Cầm bút dính đầy mực nước lên, Trương Huyền đứng ở trước bức tranh cuộn, không chút do dự nào, múa bút lông về phía trước. Xoẹt xoẹt xoẹt, ba chữ lớn lập tức xuất hiện trên bức tranh. Hươu hoang dã, nhìn thấy được cái tên hắn viết ra, mọi người đồng thời sửng sốt Vốn tưởng rằng sẽ đặt cho một cái tên thật lợi hại. Hươu hoang dã khó tránh khỏi quá tùy ý. Thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, đây mới thực sự là cảnh giới của Tông Sư Thư Họa. Im lặng một lát, điền lão mở miệng. Đúng vậy, bản vẽ này, chủ yếu nhất chính là con hươu hoang dã. Những cái khác đều là làm nền, cái gọi là khí chất, cái gọi là ý cảnh đều từ nó mang đến. Đặt là hưu hoang dã nghe đơn giản, không có khí thế, lại chẳng khác nào thể hiện ra nội dung chủ yếu của bức tranh này, khiến cho cả bức tranh lại tăng lên một độ cao. Lưu Lăng cảm thán, không hổ danh là Trương lão sư, tuổi còn trẻ liền trở thành tồn tại tông sư thư họa. Mặc dù chỉ là một cái tên đơn giản, lại trực tiếp nâng cao phẩm chất bức tranh lên. Không chỉ có như vậy, nếu như bức tranh này gọi là bức tranh múa bút giữa trời xanh, người nhìn thấy được bức tranh này sẽ chịu ảnh hưởng, sẽ mất tự nhiên vì khí thế trong đó bị ảnh hưởng, lại không có cách nào lý giải được ý nhị khác. Đặt là hương hoang dã, đơn giản thì đơn giản, lại không hạn chế tư duy. Mỗi một người nhìn bức tranh, đều hiểu ý sinh ra sự mơ màng, khiến cho ý nhị của bức tranh càng đầy đủ, ý cảnh càng mở rộng. Trang Hiền mở miệng. Đúng vậy, bút thần kỳ, bút thần kỳ. Trịnh Phi gật đầu hắn đang muốn nói ra giới thiệu vắn tắt của bản thân, đột nhiên sửng sốt, chỉ về phía trước. Mau nhìn, mọi người thấy đi, chỉ thấy con hươu hoang dã trong bức tranh lại chui ra, đầy quyến luyến nhìn về phía Trương Huyền, cũng cỏ cọ, cọ vài cái ở trên cánh tay hắn, lúc này mới chậm rãi tiêu tan. Đây là, linh trí, bức tranh linh trí cảnh, không đúng, còn chưa có đạt được, nếu như đạt được, thời gian con hươu hoang dã này ở bên ngoài khẳng định lâu hơn vậy. Tuy rằng không phải, nhưng cũng gần đạt được, tăng thêm tên, khiến bức tranh này tăng lên gần một cấp bậc, cực gần với lục cảnh. Nhìn thấy được hình dáng con hươu hoang dã, tất cả mọi người đều chấn động. Mỗi một người kích động, sắc mặt đỏ lên. Cảnh giới của bức tranh, bốn cảnh giới ban đầu theo thứ tự là lục thực, linh động, ý tồn, kinh hồng. Cảnh giới thứ năm là hóa linh. Trên hóa linh còn có cảnh giới thứ sáu, cũng chính là linh trí bọn họ vừa nói có người nói bức tranh đạt được loại cảnh giới này động vật trong bức tranh đó hoàn toàn có linh trí của mình thậm chí còn có thể hấp thu linh khí duy trì hình thái trong khoảng thời gian ngắn từ trong bức tranh đi ra thần kỳ vô cùng vốn tưởng rằng đó là lời đồn đại nằm mơ bọn họ cũng không nghĩ tới không ngờ mình lại tận mắt nhìn thấy được bức tranh trước mắt này còn hơ hoang dã trong đó uy rằng không biết hấp thu linh khí trên không trung duy trì thêm một khoảng thời gian nhưng có thể quyến luyến đối với tác giả đã nói rõ sắp có đầy đủ linh trí. Một khi đặt ở chỗ có linh khí rồi rào, săn sóc ân cần trăm năm, chưa chắc lại không thể trở thành bức tranh lục cảnh thật sự. Một cái tên, khiến cả bức tranh, cứng rắn tăng lên gần một cấp bậc. Ba chữ, hưu hoang dã, tuyệt đối là một chữ vạn kim. Lúc tất cả mọi người này đều nhìn về người thanh niên trước mắt, ánh mắt nóng như lửa. Nhất là đám người hoàng ngữ, bạch tốn, kích động đến mức có chút run dày. Không để ý tới sự kích động của mọi người, Trương Huyền đặt bút lông xuống, nhìn quanh một vòng. Ta dám định và thưởng thức kết thúc, thử thách này có tính là ta thắng không? Chương 269, đưa lá trạc một. Nghe nói như thế, lúc này mọi người mới nhớ tới, thử thách giữa hắn và Lục Tầm còn chưa phân ra kết quả. Tất cả đồng loạt chuyển ánh mắt nhìn về phía Điền lão. Người thắng. Điền lão thở dài một tiếng, vẻ mặt cay đắng. Cùng tác giả của bức tranh so tài giám định và thưởng thức sao. Đùa kiểu gì vậy, cho dù muốn nói hắn thua cũng nói không nên lời. Cuống gì, hắn viết tên lên, còn làm cho bức tranh nâng cao gần một cấp bậc. Trương lão sư, đây là tinh thần trà của ngươi. Trương Huyền thắng, Biên Cương cầm chén trà tới, hơi nóng quanh quẩn, mùi thơm xông vào mũi, còn chưa bắt đầu uống, đã khiến cho tinh thần người ta sảng khoái, tinh thần không khỏi thoáng bị chấn động hắn tiếp nhận nước trà thời điểm mọi người ở đây cho rằng người thanh niên này sẽ uống cạn cảm nhận mùi hương trong đó nào ngờ lại thấy bàn tay hắn lật một lần chậm rãi đổ lên trên mặt đất tí tách mùi thơm tản ra bốn phía mùi thơm ngát xông vào mũi trương lão sư nhìn thấy một chén trà chân quý như vậy bị trực tiếp đổ sạch đám người lưu lăng hoàng ngữ hoàn toàn giật nảy người lộ ra vẻ khó tin đây chính là tính thần trà số người muốn uống cũng không được uống. Ngay cả loại danh sư học đồ như hoàng ngữ cũng không có tư cách. À ai thế mà hắn lại trực tiếp đổ sạch. Lãng phí của trời. Tất cả mọi người đều lộ ra vẻ nuối tiếc. Trương Huyền, ra ra ta có lòng tốt mời người uống trà chân quý như vậy, không ngờ ngươi lại đổ sạch đi. Ngươi làm vậy là có ý gì? Điền Long đột nhiên đứng phát dậy. Người khác dâng trà, người lại đổ sạch ngay trước mặt. Đây là hành động không nể tình một cách trắng trợn. Hơn nữa, trà này ngay cả hắn cũng không có tư cách uống. Không ngờ tiểu tử này lại lãng phí, quả thực không thể tha thứ được. Dưới sự tức giận tột đỉnh, hắn không quan tâm đối phương có đúng là Thư Hỏa Tông sư hay không, cũng không nhịn được. Đáng tiếc, không để ý tới đối phương đang rít gào, Trương Huyền lại chắp hai tay ở sau lưng, nhìn xa xăm ra bên ngoài đại điện, ở đó là một mảnh trời xanh biếc. Tinh thần hắn dường như cũng đã bay ra đó, thở dài một tiếng. Bớt ở đây giả vờ giả vịt đi, chính ngươi đổ sạch nước trà, giờ lại còn nói đáng tiếc. Chẳng lẽ lại thật sự cho rằng Điền gia ta không có người sao? Điền Long lửa giận thiêu đốt. Tự mình đổ sạch nước trà, hiện tại còn nói đáng tiếc. Ngươi muốn làm gì? Có phải là ngươi cố ý hay không? Những người khác cũng không hiểu ra sao, không biết trong hồ lô của vị Trương lão sư này rốt cuộc bán thuốc gì. Đám người lưu lăng, Trang Hiền cũng nhìn nhau, vẻ mặt kỳ quái làm danh sư bọn họ có năng lực quan sát kinh người có thể nhìn ra không ít thứ nhưng nhìn đến người thanh niên trước mắt này bọn họ lại phát hiện loại năng lực quan sát này không có bất kỳ hiệu quả nào hoàn toàn mất đi tác dụng tu vi của đối phương không nhìn ra rốt cuộc suy nghĩ gì cũng nhìn không ra bước tiếp theo đối phương muốn làm cái gì cũng nhìn không ra thật giống như người này được bao bọc ở bên trong sự bí ẩn vậy đặc biệt là hiện tại đổ sạch nước trà không ngại đắc tội điền lão. Đây là, muốn dở trò quỷ gì? Một lát nữa nếu như thật sự không có đường sống quay về, có phải nên đứng ra cố gắng khuyên can một chút hay không? Lúc trong đầu mỗi một người đều đầy sương mù, thì Trương Huyền xoay người lại, nhìn về phía điền lão cách đó không xa. Tính thần trà, thần thanh mà yên tĩnh, sinh trưởng ở đỉnh núi lạnh, ngắt lấy sau khi hoa nở, vốn chế biến tốt, có thể khiến cho người ta duy trì ở cảnh giới tâm như mặt nước phẳng lặng trong một trăm lần hít thở. Chén này lại chỉ có thể duy trì được 12 lần hít thở. Lá trà ngon bị lãng phí một cách vô ích, không phải, đáng tiếc, thì là cái gì? Ngươi, làm sao biết được trà này chỉ có thể duy trì cảnh giới tâm như mặt nước phẳng lặng trong 12 lần hít thở? Ban đầu Điền Lão vốn cũng có chút tức giận, nghe hắn nói như thế, không nhịn được sửng suốt. Công hiệu của tính thần trà, trong sách ghi chép có thể duy trì trong 100 lần hít thở. Nhưng bất luận hắn pha chế như thế nào? đều chỉ có thể duy trì khoảng 12 lần hít thở. Hắn vốn tưởng rằng nội dung ghi chép là lời nói vô căn cứ. Lúc này nghe được vị trương lão sư này thuận miệng nói ra, hắn lập tức bị dọa cho giật mình. Ngươi không phải không uống sao? Không uống, không thưởng thức lại biết công hiệu nước trà của ta. Ngươi sử dụng nước giếng sâu ở tam viên đài, đặt dưới ánh mặt trời phơi nóng hai ngày, nấu sôi nửa canh giờ dùng để pha trà. Sử dụng thất tâm hồi toàn thủ tiến hành pha chế, chén trà, dụng cụ pha trà là do đại sư gốm sứ Ngô Khánh Tử tự mình nung, chế tạo thanh đăng đèn. Vì pha bình trà này, người đã sớm tắm rửa thay y phục, ăn chay 7 ngày, tâm cảnh điều chỉnh đến tâm phẳng lặng như mặt nước. Tất cả đã tốt tới không thể tốt hơn, rất sợ xuất hiện sơ suất và sai lầm. Đáng tiếc, pha chế tĩnh thần trà vẫn không đạt được công hiệu lớn nhất, thậm chí còn có thể nói là thứ phẩm có thiếu sót. Trương Huyền khoát tay, ngươi, điền lão giống như gặp quỷ, Chén trà trong tay rơi xuống trên bàn mà vẫn không cảm giác được. Đối phương nói, quá chính xác. Nước pha trà, hắn thật sự sai người ta lấy từ nước giếng sâu ở Tam Viên Đài, cũng thực sự sử dụng thất tâm hồi toàn thủ. Dụng cụ pha trà còn là đèn thanh đăng, trước khi pha trà, hắn tắm rửa thay y phục, ăn chay 7 ngày. Những thứ này đều là bí mật của hắn, ngay cả đám người lưu sư cũng không biết được rõ ràng. Thậm chí Điền Long cũng không hiểu rõ tình hình. Vậy trương lão sư này làm sao biết được? Hơn nữa, chuyện bất kể lớn nhỏ đều nói rõ ràng như vậy. Theo lời đồn đại, tông sư trà đạo chân chính chỉ thông qua nhìn, người, nếm là có thể nhìn ra chỗ thiếu hụt và vấn đề trong nước trà, để chỉ điểm cho người ta, khiến người ta tiến bước. Lẽ nào, hắn không chỉ là đại tông sư thư họa, còn một vị đại tông sư trà đạo? Nếu thật sự là như vậy, giúp hắn chỉ điểm một chút, hắn có phải cũng có thể đột phá rào cản cuối cùng, thăng cấp cảnh giới cao hơn hay không. Thân thể điền lão run lên, trong nháy mắt thần sắc kích động, không ngừng run rẩy. Hắn đang muốn cẩn thận hỏi thăm đối phương, liền nghe được điền long ở một bên, nổi giận đùng đùng hét lên. Dám nói trà ra ra ta pha trà là thứ phẩm có thiếu sót. Ngươi tính là thứ gì, có tin hiện tại ta sẽ dạy ngươi một trận hay không? chương 270, đưa lá trà hai. Nghe hắn nói như thế, lông mày điền lão thoáng giật, Thiếu chút nữa ngất đi. Hắn ở trên trà đạo đã đạt được bình cảnh, nhiều năm như vậy hắn trước sau không có cách nào đột phá. Hiện tại tình hình pha chế tinh thần trà bị đối phương mở miệng liền nói ra. Một khi đối phương cố gắng chỉ điểm, có lẽ lại có thể đột phá. Kết quả, bị người này cắt ngang, không phải là gây phiền phức sao? Hơn nữa, người muốn giáo huấn một nhân vật lớn có khả năng là tông sư trà đạo, thì chính ngươi là một súc sinh hãm hại ra ra rồi đó. Nếu không phải là ngươi vẫn nhằm vào vị trương lão sư này, mình cũng không có thành kiến lớn như vậy. Sớm qua lại thân thiết, không đến mức chọc cho đối phương không vui. Đáng giận. Càng nghĩ càng giận, dâu mép hắn thoáng cái vảnh lên. Cầm miệng cho ta. Á, à, ra ra. Điền Long không ngờ ra ra lại quát mình như vậy. Hắn sừng sốt đứng như trời trồng, vẻ mặt tỏ rõ đang choáng váng. Cút sang một bên, đừng ở chỗ này cản trở ta với bàn tay một cái, điền lão vội vàng đứng lên, đi vài bước đến trước mặt Trương Huyền, ôm quyền không người, giống như học sinh, mang theo vẻ cung kính và ngoan đạo. Trương lão sư nói không sai, ta pha chế cái này, thật sự, là thứ phẩm thiếu sót, còn xa mới phát huy ra công hiệu thật sự của tính thần trà. Hắn không muốn thừa nhận cũng không được. Đối phương nói không có chút sai lầm nào, nhất định là đã nhìn ra cái gì đó. Nếu như lúc này lại lên tiếng bác bỏ, tất nhiên sẽ chọc cho đối phương chán ghét, có thể lại bỏ lỡ một lần cơ hội có thể tiến bước. Điều này, Tinh thần chả có thể khiến cho người ta duy trì tâm phẳng lặng như mặt nước trong 100 lần hít thở sao. Nghe được Điền Lão thừa nhận, tất cả mọi người đều ồ lên. Ai nấy đều nhìn về phía người thanh niên cách đó không xa, giống như là nhìn yêu quái. Nhất là hoàng ngữ, bạch tốn, không ngừng nắm tóc, cảm thấy toàn thân cũng sắp rối loạn. Vị trương lão sư này, Thời gian mới tới không phải là hoàn toàn mít đặc về trà đạo, cái gì cũng không biết sao? Thế nào bây giờ có thể liếc mắt nhìn ra những điều này, khiến cho Điền lão cũng phải bỏ xuống tư thái, tự mình thừa nhận sai lầm. Lục Tầm và Vương Siêu ở một bên càng phát điên. Người này không phải là phế vật sao? Đại tông sư có thể vẽ ra bức tranh ngũ cảnh, về trà đạo nói cho Điền lão bội phục không thôi, ai đã từng thấy qua phế vật nào lợi hại như vậy chưa? mong rằng trương lão sư chỉ giúp ta rốt cuộc có vấn đề chỗ nào cũng tiện cho ta sửa đổi lại không lãng phí lá trà chân quý như thế thừa nhận mình quả thật không có cách nào phát huy ra công hiệu của tính thần trà điền lão cung kính nhìn qua ta tới điền ra ngươi làm khách là khách nhận được lời mời của ba danh sư là bọn họ coi trọng lại gặp phải sự khinh thường lôi kéo tới thử thách nói đến đây trương huyền lắc đầu nhìn về phía lão già trước mặt ngươi cảm thấy đối xử một vị thư hỏa tông sư như vậy là đạo đái khách sao? Ta, Điền Lão lộ ra vẻ mặt xấu hổ. Nếu như đối phương là người bình thường, ngược lại cũng thôi. Mấu chốt là thư hỏa tông sư, thậm chí còn có thể là trà đạo tông sư. Đối với người như thế không có đối đãi tôn trọng ngược lại cũng thôi, còn muốn thử thách? Đây đã là trắng trợn miệt thị. Danh sư không thể bị nhục, tông sư cũng vậy. Bất kể là chức nghiệp nào, đạt được loại cấp bậc như vậy đều là tồn tại vượt qua vô số sinh linh đạt tới cảnh giới cao cao tại thượng cho dù ở vương quốc phong hào hắn cũng sẽ nhận được sự tôn trọng kết quả đầu óc mình lại phạm phải hồ đồ nói thật ta vốn không muốn nhiều lời chỉ có điều nếu ngươi thành khẩn thỉnh giáo có thể nhắc nhở ngươi một câu trương huyền hờ hững nhìn qua thần sắc thản nhiên rượu nho ngon dùng chén giả quang rượu ngon còn cần phải dụng cụ đặc biệt huống gì là trà nổi tiếng tĩnh thần trà tập trung tinh thần tĩnh tâm, đèn thanh đăng tuy là bảo vật do đại sư lưu lại, nhưng rõ ràng mang theo thuộc tính hỏa. Lửa là khô nóng, an tâm thế nào, đây cũng là một điểm. Trà đạo, đạo của tĩnh tâm, tắm rửa thay y phục, ăn chay 7 ngày, là hành động tôn trọng. Đáng tiếc, nếu tĩnh tâm, tại sao mở tiệc mừng thọ? Người ra vào ẩm ý, tâm vốn không yên tĩnh, thì làm sao có thể pha chế tốt tĩnh thần trà hoàn mỹ nhất? Đây là điểm thứ hai hai điểm này người xem thật kỹ một chút có lẽ sẽ tăng thêm lợi ích đối với trả đạo của ngươi ta còn có việc không lưu lại lâu nữa từ biệt trương huyền khoát tay đi ra ngoài mong trương lão sư chờ chút còn chưa đi được hai bước điền lão đã vội vàng lao về phía trước trương lão sư cho ta hai lời khuyên khiến cho ta hiểu ra đây là một chút tâm ý của ta vẫn mong ngài vui lòng nhận lấy nói xong hắn vẫy tay một cái hộp xuất hiện ở trong lòng bàn tay hắn hắn nhẹ nhàng mở ra một mùi trà thơm nồng đậm phả vào mặt lá trà tĩnh thần trà sao chừng này hai lạng sao thiên huyền quốc một năm cũng chỉ sản xuất ra ba lạng thoáng cái đưa ra hai lạng người thấy được mùi thơm lông mày đám người lưu lăng thoáng giật tất cả đều sợ ngây người đây tuyệt đối là món quà lớn phải biết rằng tĩnh thần trà ngay cả thẩm truy bệ hạ qua cũng rất ít có cơ hội được uống đủ thấy sự chân quý. Điền lão thoáng cái đưa ra hai lạng lá trà, đủ để pha ra chỉ ít mười mấy lần, ra tay cũng không tránh khỏi quá lớn đi. Xem ra, hai đề nghị của trương lão sư, nghe thì bình thường, trên thực tế khẳng định cho điền lão sư trợ giúp rất lớn. Bằng không, hắn không có khả năng vừa ra tay lại hào phóng như vậy. Trong lòng chấn động kinh ngạc đồng thời cũng hiểu rõ, quà không phải tặng không có thể khiến cho Điền lão thoáng cái lấy ra nhiều lá trà như vậy tặng người, nói rõ. Lời đối phương nói khẳng định điểm thẳng vào chỗ yếu hại, khiến cho Điền lão thật sự được lợi rất nhiều. Trà chưa từng uống, chỉ liếc mắt thoáng nhìn, lại chỉ ra vấn đề, khiến cho Điền lão Cam Tâm tình nguyện đưa trà. Vị Trương lão sư này, rốt cuộc còn có bao nhiêu bất ngờ mà bọn họ không biết nữa. Chương 271, quay về học viện 1. Tiếp nhận lá trà Trương Huyền lướt qua, biến mất. Tiệc mừng thọ này, hắn vốn không có ý định tới. Nếu không phải là nể mặt đám người hoàng nữ, hơn nữa cũng muốn gặp ba danh sư, hỏi thăm một chút về chuyện khí độc, hắn cần gì quan tâm điền lão này là ai. Còn tiệc mừng thọ gì chứ, cho dù là tang lễ, hắn cũng sẽ chẳng tới làm gì. Hiện tại mặc dù không hỏi thăm được ba danh sư, nhưng nhìn bộ dáng của bọn họ, sắp tới tất nhiên sẽ qua tìm mình. Đến lúc đó lại hỏi cũng không muộn đã như vậy hắn cũng sẽ không cần thiết phải lưu lại về phần vừa rồi vì sao có thể nhìn ra chỗ thiếu hụt trong cách pha trà của điền lão rất đơn giản sau khi vừa vào cửa thấy đối phương đang pha trà đồ thư quán liền sản sinh ra sách liên quan hắn lật xem một chút là được nếu không phải là người này cố ý kéo lục tầm và hắn so tài lại cố ý ngáng chân muốn để hắn thua hắn cũng lười để ý tới cũng sẽ không nhiều lời muốn dùng lục tầm đánh vào mặt ta nói đùa sao người muốn đánh vào mặt ta đều bị ta đánh lại không quan tâm ngươi là điền lão hay là gì tất nhiên cũng không thể ngoại lệ điền lão bệ hạ lưu sư trang sư trịnh sư chúng ta cũng cáo từ thấy trương huyền rời đi hoàng ngữ bạch tốn cũng theo sát phía sau ôm quyền rời đi bọn họ dẫn trương lão sư tới lúc này cũng không có ý tiếp tục lưu lại nữa mấy người vừa đi gian phòng nhất thời yên tĩnh trở lại Gia Gia, đây chính là tĩnh thần trà. Tại sao, Gia Gia thoáng cái cho nhiều như vậy? Điền Long đầy vẻ không cam lòng. Cho dù đối phương chỉ điểm cho Gia Gia, cũng không đến mức vừa ra tay đã hào phóng như vậy. Hai lạng lá trà này, bọn họ lại tốn cái giá vô cùng lớn mới có thể sai người ta ngắt về sao khô. Nếu đổi lại thành đồng tiền vàng, có lẽ hơn một nghìn vạn cũng khó có thể mua được. Cho dù là Gia Gia, bình thường cũng không nỡ được uống một ngụm hiện tại lại tiện tay tặng cho người như thế. Audio điện tử võ tấn bền Suy nghĩ một chút hắn cũng cảm thấy nhức nhối. Nhiều sao, không nhiều chút nào. Liếc mắt thoáng nhìn vị tôn tử này của mình, điền lão lắc đầu. Thoạt nhìn rất thông minh, khiến mình đã từng đặt hy vọng rất lớn. Hiện tại xem ra, bất kể tâm tính hay khí độ, đều tranh lệch không chỉ một hai điểm. Điền lão nói không sai, hai lạng tĩnh thần trà, không nhiều một chút nào. Trước đó không nói chỉ điểm cho Điền Lão Sư, chỉ nói ba chữ trên bức tranh, lại ngàn vạn khó mua. Thẩm truy bệ hạ mở miệng. Ba chữ đơn giản, hưu hoang dã, khiến cho một bức tranh thoáng cái tăng thêm gần một cảnh. Chỉ ba chữ này, đã là bảo vật vô giá. Đừng nói hai lạng tĩnh thần trà, cho dù đưa sạch toàn bộ lá trà của Điền ra, cũng không lỗ vốn. Cuống gì, còn bởi vậy kết giao với một vị thư họa tông sư, hòa hoãn được mối quan hệ của hai bên. Trương lão sư chỉ điểm, ta được lợi rất nhiều. Tiệc mừng thọ ngày hôm nay, Điền Long, Điền Cương, các ngươi lại an bài đi. Ta muốn bế quan tiêu hóa một chút, có lẽ có thể khiến cho trà đạo tiến thêm một bước. Điền lão gật đầu, không nói thêm gì nữa. Vậy chúng ta cũng sẽ không làm phiền Điền lão sư nữa. Lưu Lăng biết đối phương hạ lệnh trục khách, lúc này cùng đám người thẩm truy bệ hạ đi ra ngoài. Bệ hạ, chúng ta còn có việc, Tạm thời không cùng Bệ hạ quay về hoàng cung được. Đi ra khỏi điền phủ, ba người nói với Thẩm Truy Bệ hạ một tiếng, rồi vội vã rời đi. Không cần nghĩ cũng biết, bọn họ nhất định là đi tìm vị Trương lão sư kia. Đúng là long phượng trong đám người. Thấy ba đại danh sư đều chịu thua thiệt vì vị Trương lão sư này, Thẩm Truy Bệ hạ cảm thán một tiếng, nhìn về phía Thái giám cách đó không xa. Đi chuẩn bị một chút, sư giả bình chắc ngày mai, ta cũng muốn qua quan sát. Vâng, thái giám đáp một tiếng. Đám người ba danh sư, thẩm truy bệ hạ rời khỏi điền phủ, lục tầm, vương siêu cũng đi ra. Vừa rời khỏi phạm vi điền ra, trong mắt bọn họ lập tức lộ ra lửa giận nồng đậm và không cam lòng. Hắn là một lão sư cấp thấp dựa vào cái gì, dựa vào cái gì chứ? Đáng giận, đáng giận. Lục tầm gào thét lên tiếng, sự căm hận trong mắt cho dù nước sông rót hết cũng khó mà rửa sạch vốn tưởng rằng trong tiệc mừng thọ ngày hôm nay của Điền Lão sẽ có đột phá rất lớn, thành công trở thành học đồ của Lưu Sư. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại xuất hiện kết quả này. Tiểu tử hắn vẫn luôn không coi trọng, giờ lại liên tục đánh vào mặt, khiến cho hắn tức tới chết đi sống lại, cũng sắp hộp ra máu. Sỉ nhục rõ ràng, khiến hắn có phần muốn phát điên. Lục tầm hắn đường đường là con trai của đế sư, từ nhỏ xuôi dòng thuận gió, lại bị người khác đánh vào mặt. Hắn đã bao giờ bị loại đãi ngộ này. Tiểu tử này khẳng định đặt tất cả tinh lực nghiên cứu thư hỏa và trà đạo. Về giảng bài, ta cảm thấy chắc chắn không tốt, chỉ cần ngày mai người có thể thắng được trong sư giả bình chắc là cũng có thể rửa sạch nỗi nhục." Vương Siêu ở một bên nói. Cho dù Trương Huyền này có thiên phú không tệ, nhưng cũng không thể thiên phú nào cũng tốt. Cho dù tất cả thiên phú đều tốt, con người tinh lực có hạn. Phần lớn thời gian nghiên cứu thư hỏa và trà đạo trên phương diện giảng dạy khẳng định không bỏ quá nhiều công sức đối với giảng bài hai người vẫn rất có tự tin bọn họ không tin không còn cách nào để giành thắng lợi trương huyền cả sư giả bình chắc ngày mai ta nhất định phải thắng nghe được lời của hắn lục tầm gật đầu đã liên tục bị đánh vào mặt lần này hắn không thể thua nữa vương siêu người không phải quen biết với luyện đan sư sao ta muốn mua mấy viên thử xem Siết chặt nắm đấm, Lục Tầm quay đầu lại nhìn qua. "Mua đan dược, ngươi lẽ nào muốn? Nghĩ tới điều gì?" Vương Siêu biến sắc, liền vội vàng lắc đầu. "Không nên làm như vậy, không nên làm như vậy. Làm như vậy tuy rằng có thể trong khoảng thời gian ngắn nâng cao tu vi, nhưng đối với học viên lại gây tổn thương quá lớn. Sau này sợ rằng rất khó có tiến bước nữa. Hiện tại không để ý được nhiều như vậy, ngày mai ta phải thắng, đã không còn đường lui, chỉ cần thắng." trở thành học đồ, trong vòng 10 năm, ta tất nhiên trở thành danh sư. Đến lúc đó, lại giúp bọn họ loại bỏ tai họa ngầm, thậm chí cho bọn họ suốt đời phú quý cũng không tính là gì cả. Ánh mắt lóe lên, lục tầm cắn chặt hàm răng. chương 272, quay về học Việt 2. Điều này, vương siêu do dự. Hắn biết thiên phú của bằng hữu tốt chỉ cách thư họa sư chân chính có một bước. Một khi bước qua, là sẽ có đầy đủ tư cách sát hạch danh sư. Hơn nữa với kinh nghiệm giảng bài mấy năm nay cùng nghiên cứu học tập đối với danh sư, trong vòng 10 năm sát hạch thành công, tuyệt đối là chuyện ván đã đóng thuyền. Nếu thật sự trở thành danh sư, lại muốn bồi thường vài người, sẽ dễ dàng hơn nhiều. Suốt đời phú quý gì đó, đều rất đơn giản, giải quyết tai họa ngầm, cũng không phải không có khả năng. Được, thời gian không cho phép chúng ta do dự nữa. 300 vạn này là mượn bệ hạ lúc định đi thăm hỏi dương sư, vừa vặn chưa trả lại, đủ để mua 5 viên. Người lập tức qua mua đi, ngày mai ta sẽ để cho bọn họ đại triển phong vân, không chỉ một lần hành động giành thắng lợi, còn muốn cho tất cả mọi người biết, ở học viện Hồng Thiên. Lục tầm ta là vô địch. Vung ống tay áo, tiếng lục tầm rít gào vang lên. Được rồi, ta lập tức qua xem thử. Thấy trong lòng bằng hữu tốt đã quyết định, Vương Siêu biết không có cách nào khuyên can, gật đầu. Đối phương nói không sai hiện tại quả thật đã không có đường lui ở vương cung đắc tội dương sư muốn thành học đồ của hắn rất khó ba danh sư một lòng nhào vào trương huyền nếu như thua nữa sẽ lại càng không có khả năng hy vọng duy nhất chính là sư giả bình chắc ngày mai thu hoạch lớn toàn thắng khiến cho tất cả mọi người biết lục tầm mới thật sự là lão sư minh tinh mới là người thật sự đứng đầu học viện hồng thiên thậm chí toàn bộ thiên huyền quốc trương huyền kia tính là thứ gì cạnh tranh cùng bọn họ còn không xứng không phải ngươi muốn tặng bức tranh kia cho điền lão sao thế nào lại biến thành món quà của lưu sư trương huyền đi không bao xa hai người hoàng nữ lại đuổi kịp ngồi trên xe ngựa nhớ tới chuyện lúc trước hắn không nhịn được hỏi trước đây hoàng nữ bạch tốn cạnh tranh chính là bức tranh mặc hiên sau khi mình vẽ ra bức tranh ngũ cảnh hai người đồng thời dùng tiền mua luôn tính làm món quà tặng thế nào lại biến thành quà tặng của lưu sư hơn nữa bức tranh của bạch tốn đâu thật ra trước đây cầu lấy bức tranh Mạc hiên chính là chuẩn bị quà mừng cho lưu sư đưa cho hắn là đương nhiên hoàng ngữ nói ta chỉ là một vãn bối cho dù tham gia tiệc mừng thọ của điền lão cũng không cần đưa lễ vật chân quý như thế á à, trương huyền sửng sốt lập tức hiểu được đúng vậy hoàng ngữ là một vãn bối cho dù muốn bái kiến điền lão tùy tiện chuẩn bị một ít thứ mới lạ là được không cần loại bảo bối chân quý như bức tranh mặc hiên. Tất nhiên là chuẩn bị cho lưu sư, sau đó lưu sư nhận được bức tranh cuộn, đưa cho điền lão làm lễ vật. Đây cũng là chuyện đương nhiên. Vậy còn ngươi, ngươi chỉ là học sinh của trang sư, không cần thiết chuẩn bị cho hắn sao? Bạch Tốn và Hoàng Ngữ khác nhau. Nàng là danh sư học đồ, Bạch Tốn chỉ là học sinh của trang sư, hai người kém một chữ, bất kể địa vị hay thân phận đều chênh lệch một đoạn rất lớn, không thể so sánh hoàng ngữ có thể vì lưu sư tìm kiếm quả mừng ngươi là một đệ tử không cần thiết làm như vậy thật ra ta bạch tốn vào đầu có chút ngượng ngùng là tiểu ngữ muốn bức tranh mặc hiên ta cũng lại nói mình muốn như vậy là có thể cùng nàng có lý do ở cùng một chỗ về phần ta mua bức tranh của trương đại sư để lại cho phụ thân hắn vô cùng vui mừng trương huyền hoàn toàn không còn gì để nói hóa ra người này muốn bức tranh mặc hiên chỉ là vì tán gái suy nghĩ một chút cũng choáng váng chỉ có điều quyết định này của đối phương cũng không sai chỉ có cạnh tranh với hoàng ngữ mới có khả năng gặp mặt mỗi ngày theo đuổi cũng là chuyện đương nhiên chỉ có điều xem bộ dạng như đang nằm mơ thần nữ vô tâm rồi người này nhất định thất bại bạch tốn chỉ là học sinh của trang sư không cần thiết đưa bức tranh ngũ cảnh ra đường đường là bạch tiểu vương ra muốn tìm lễ vật khác cũng không phải là vấn đề hóc búa cho nên Chỗ Điền Lão chỉ có bộ bức hư hoang dã, mà không có bức tranh nữa mà hắn đã bán đi. Trương Đại Sư, người không phải không biết trà đạo sao? Thế nào? Xe ngựa lại đi được một hồi, thấy học viện Hồng Thiên ở ngay trước mắt, Hoàng ngữ lại không nhịn được hỏi. Người này trước đó nói không biết trà đạo, không giống giả vờ. Thế nào thoáng cái nói ra chỗ thiếu sót khi pha trà của Điền Long, Điền Lão, khiến cho bọn họ hoàn toàn bái phục? Ta thực sự không biết trương huyền gật đầu trong đầu hắn mặc dù có không ít sách liên quan tới trà đạo nhưng hắn vẫn chưa cẩn thận học tập nói thật đúng là xem như một chút cũng không biết vậy hai người hoàng nữ bạch tốn choáng váng không biết mà ngươi lại nói tự tin như vậy khiến cho bọn họ liền nói không nên lời lừa gạt quỷ sao ta chỉ là thỉnh thoảng xem qua mấy quyển sách liên quan tới trà đạo thuận miệng nói một chút không ngờ lại đoán đúng trương huyền thuận miệng nói thuận miệng nói một chút. Bạch Tốn, Hoàng Ngữ nhìn nhau, hoàn toàn không còn lời nói để nói. Đại ca, người không muốn nói vậy đừng nói. Lừa gạt như vậy, cũng có chút miễn cưỡng thái quá. Lẽ nào hai chúng ta thoạt nhìn, thật sự dễ lừa gạt như vậy sao? Đến học viện rồi, từ biệt. Thấy bộ dạng hai người không tin, lười tiếp tục giải thích, Trương Huyền mỉm cười, từ xe ngựa đi xuống. Học viện Hồng Thiên, đến rồi. Mấy ngày không gặp cũng không biết đám người triệu nhã rốt cuộc tu luyện tới trình độ nào. Chương 273, mực nước 1. Lúc này học viện Hồng Thiên đã sôi trào một mảnh. Cuộc thi đấu học viên mới sắp bắt đầu. Một vạn học viên mới nhập học trải qua nửa tháng học tập, đã đến lúc kiểm nghiệm thành quả. Các ngươi nói lần thi đấu này ai có thể đạt được vị trí đứng đầu? Ta cảm thấy vẫn là người đứng đầu trước đó. Hắn nhập học lại đạt được võ giả đệ nhị trọng hiện tại khẳng định càng mạnh mẽ hơn cuộc thi đấu của học viên lại không chỉ dựa vào thực lực hơn nữa trước đó hắn nhập học lợi hại không có nghĩa là hiện tại lợi hại ta nghe nói mấy người học viên mới môn hạ của lục lão sư tham gia sư giả bình chắc đều đột phá võ giả nhị trọng hơn nữa còn nhận được chân truyền của hắn có thể thắng được bọn họ hay không cũng khó nói trước được hắn hình như cũng là học sinh của lục lão sư xem ra danh hiệu đứng đầu cho dù không phải là người này cũng sẽ xuất hiện ở môn hạ của lục lão sư. Đó là tự nhiên, nhập môn sát hạch xếp hạng 500 đổ lại, có ít nhất 300 người tới làm môn hạ của lục lão sư, cho dù muốn thứ hai, cũng phải có đối thủ đó. Trương huyền lão sư và lục lão sư cùng sư giả bình chắc. Các ngươi nói ai sẽ thắng? Thắng, người có thần kinh không đó? Điều này còn phải nói nữa sao? Trương huyền lão sư có tư cách gì cạnh tranh cùng lục lão sư? Cho dù là phòng giáo dục cố ý gây khó dễ, khiến cho sát hạch giáo viên của hắn không được chính xác nhưng hắn đảm nhiệm lão sư hơn một năm nay dường như cũng không dạy ra được thành tích gì điều này điều này ngược lại cũng đúng cái này còn không phải sao nói thật cho người biết ta nghe nói là người này muốn nổi danh cố ý khiêu khích lục lão sư dạy người tàu hỏa nhập ma lại còn không biết xấu hổ đề xuất sư giả bình chắc thật không biết ra mặt thế nào lại dày như vậy ta thế nào lại nghe được tin tức không phải như vậy ta nghe nói vị trương huyền lão sư này, tính tình cao thượng, đã sớm đạt được tất tích huyệt cảnh, vì để ý tới mặt mũi của học Việt, vẫn luôn nhẫn nhịn không nói ra. Ta cũng nghe nói, học sinh tẩu hỏa nhập ma kia là do hắn cố ý, mục đích là để cho học sinh đó đột phá rào cản trời sinh tỏa mạch. Người này gọi là Triệu Nham Phong, ta đã từng gặp qua vài lần. Trương lão sư không chỉ giúp hắn giải trừ loại rào cản trời sinh này, còn trực tiếp khiến cho hắn đột phá hiện tại hắn đã là cao thủ võ giả nhị trọng. Hắn cảm động, nhớ tới ơn của Trương Lão Sư, muốn một lần nữa bái nhập môn hạ của Trương Lão Sư, lúc này mới chọc giận Lục Lão Sư, đề xuất sư giả bình chắc. Là như vậy, thật hay giả vậy? Đương nhiên là sự thật, tin tức này của ta lại là do một vị bằng hữu quen thuộc nói ra. Thật trăm phần trăm. Khắp nơi đều là những tiếng bàn luận, có người nói Trương Huyền không biết tự lượng sức mình, cũng có người nói hắn là nghênh chiến bị thất bại, đúng là không có cách nào. Chuyện ở phòng giáo dục sau khi Diêu Hàn tận lực truyền bá, cuối cùng tất cả đều bạo phát. Gần như mọi người ở học viện đều biết. Chỉ có điều phần lớn học sinh lựa chọn không tin. Dù sao danh tiếng của Lục Tầm ở học viện thật sự quá lớn. Trương Huyền tuy rằng rửa sạch loan khuất sát hạch giáo viên bị không điểm, nhưng trong khoảng thời gian ngắn muốn tạo thành hình tượng cao lớn trong lòng các học viên vẫn là điều rất khó. Đối với những việc ấy. Trương Huyền cũng không quá để ý. Dù sao ngày mai sư giả bình chắc, tất cả đều sẽ có kết quả. Cứ dầu dĩ mãi ở chỗ này, chỉ bằng nhanh chóng nâng cao thực lực của mấy người học sinh. Rất nhanh hắn đi tới phòng học của mình. Trương Lão Sư, đám người triệu nhã đều đang ở đó. Mỗi người tinh khí no đủ, lộ ra khí tức không yếu. Không tệ, nhìn thấy được trạng thái của mấy người, Trương Huyền thỏa mãn gật đầu quả nhiên không uổng công hắn vất vả tâm sức một hồi bất kể triệu nhã trịnh dương vương dính lưu dương hay viên đào thực lực năm người đều có sự bay vọt về chất so với nửa tháng trước bọn họ giống như là thay đổi hoàn toàn thành một người khác không chỉ có như vậy ngay cả mấy học sinh dự thính như đám người vương đào vương nham triệu nham phong đều có tiến bước nhảy vọt hắn tuy rằng không giảng bài nhiều lắm nhưng mỗi một lời nhắm thẳng vào cốt lõi của tu luyện Bọn họ nghe hắn giảng bài, đối với tu luyện lính ngộ cũng càng lúc càng nhiều, tiến bước lại biến thành chuyện đương nhiên. Đó là cái gì? Khen ngợi một câu, đang muốn giảng bài riêng, để cho bọn họ tiến thêm một bước, đột nhiên, ánh mắt Trương Huyền chợt rơi vào trong góc phòng học. Mấy cái chậu đặt ở một bên, bên trong tối đen một mảnh, không biết là vật gì. Hắn nhớ rất rõ ràng, trước đó trong phòng học không có thứ này. Trương Lão Sư, là mực nước sắc mặt vương dĩnh nhất thời đỏ lên nhỏ giọng nói mực nước trương huyền không hiểu ra sao trong phòng học để thứ này làm gì hắn dạy chính là tu vi không phải lớp văn hóa không cần phải vẩy mực vẽ tranh cũng không cần vẽ thư pháp chuẩn bị mấy thứ này làm gì cái này nghe hắn vừa hỏi tất cả mấy học sinh đều lộ ra vẻ mặt xấu hổ mỗi người đều không nói lời nào thế nào chẳng lẽ có gì sao viên đào người nói đi. Thấy thái độ của mọi người cổ quái, lông mày Trương Huyền nhất thời nâng lên. Ta, không nghĩ tới Trương Lão Sư lại hỏi đích danh mình, sắc mặt viên đào giống như trái mướp đắng, dầu dĩ một lát. Là như vậy, triệu nhã tiểu thư mở ra thể chất thuần âm, trở nên càng xinh đẹp hơn. Không ít học viên đều muốn làm quen với nàng. Làm quen. Lúc này Trương Huyền mới chú ý. Sau khi thể chất thuần âm mở ra, triệu nhã quả nhiên thay ra đổi thịt, bất kể diện mạo hay khí chất, đều có biến hóa nghiêng trời lệch đất, đã không còn là đại tiểu thư ngang ngược trước đó, mà hoàn toàn là một đại mỹ nữ. Loại diện mạo này, so với thẩm bích như còn lợi hại hơn vài phần. Cũng khó trách có những học sinh khác ngưỡng mộ, lặng lẽ qua tìm. Có người đến tìm, vậy thì chuẩn bị mực nước làm gì? Trương Huyền càng cảm thấy kỳ quái. Cho dù triệu nhã trở nên xinh đẹp, có những nam sinh khác qua quấy giày, đánh đuổi là được hắn tin tưởng ở trong học viện, bọn họ còn không dám làm càn. Lại nói, mấy học sinh này thực lực tăng lớn, có người dám qua quấy rối cũng sớm bị đánh đuổi đi. Ba người trịnh dương, lưu dương, viên đào này vừa nhìn lại không phải là đèn dầu cạn. Người khác đục tường thò chân vào nhà, còn có thể ngoan ngoãn cùng bọn họ giảng đạo lý sao. chương 274, Mực nước 2 Cái này, học sinh chúng ta cơ bản đều đuổi đi, chỉ có điều, Viên đào vào đầu, lúng túng cười một tiếng. Chỉ có điều, hai ngày nay mỗi ngày đều có ba lão đầu đáng khinh cứ loanh quanh ở gần đây. Nhìn động tác và hành động của bọn họ, chúng ta khẳng định đánh không lại, cho nên mới chuẩn bị chút mực nước, dự định hắt vào người bọn họ. Nghe nói mực nước chuyên phá dâm tục, bọn họ già mà không có tự trọng, dính vào thứ này, khẳng định không có ý định tiếp tục đến đây quấy rầy nữa. Lão đầu đáng khinh, Trương Huyền giống như hòa thượng đầu chọc sờ không thấy tóc các ngươi xác định không phải là lão sư của học viện chứ? không phải, học viện lão sư ta cơ bản đều biết, tuyệt đối không có mấy người này. vừa nhìn dáng vẻ hèn mọn này, ta thấy lòng bất an. lần này người nói chính là Trịnh Dương. hai ngày nay ta vẫn thấy bọn họ lặng lẽ trốn ở một bên, chỉ trò nói xấu sau lưng triệu nhã vương dính, còn thường xuyên gật đầu mỉm cười. vừa nhìn liền biết không phải là người tốt lành gì chỉ trò nói xấu sau lưng đám người triệu nhã sao, trong học viện từ khi nào có loại người vô sỉ này tới vậy. Thấy mấy học sinh nói lời chắc như đinh đóng cột, không giống nói láo, Trương Huyền nhăn mày lại. Lão đầu chỉ trò nói xấu sau lưng tiểu cô nương 16-17 tuổi. Quả thật thừa bị ổi. Như vậy đi, lại nghe mấy người nói vài câu, Trương Huyền cũng cảm thấy mấy lão đầu này không có ý tốt. Hắn gật đầu, các ngươi cẩn thận một chút, triệu nhã, vương dính, mấy ngày tới không nên một mình ra ngoài. Nếu như gặp lại ba lão đầu này, có thể dùng mực nước hắt. Nếu là lão đầu, nhất định là có thân phận, ngang nhiên theo dõi nhìn lén tiểu cô nương, cũng quá mất mặt. Chẳng may bị người vẩy mực, nghĩ đến thôi cũng đủ mất mặt rồi, kiểu gì cũng sẽ phải tự động mà rút đi. Đương nhiên, hai ngày nay phần lớn thời gian hắn đều sẽ ở trong trường học. Mấy tên này còn dám qua, hắn không ngại ra tay dạy dỗ một trận. Trương lão sư muôn năm. Ta đã nói Trương lão sư hiểu sâu nghĩa lớn, sẽ không trách tội chúng ta. Nghe hắn đồng ý, mấy học sinh đồng thời hô to. Ừ, được, đừng nói nhảm nữa. Viên đào, người tới trước, ta xem thử tu vi gần đây của ngươi tiến bước như thế nào. Ngày mai sẽ phải tiến hành sư giả bình chắc, ngày hôm nay hắn phải có hiểu biết chỉnh thể đối với học sinh mới được. Đồng thời, một mình chỉ điểm một chút, có lẽ còn có thể khiến cho bọn họ lại có một chút tiến bước. Không sợ tiến bước rất nhỏ, biết đâu trong chiến đấu lại có thể khiến cho phần thắng tăng thêm không ít. Đi vào phòng học nhỏ, đóng cửa lại, Trương Huyền khoát tay. Đánh một bộ võ kỹ. Vâng, viên đào gật đầu, một quyền đánh ra ngoài, tiếng gió thổi gào thét, khí thế kinh người. Tu vi của hắn mặc dù không có tiến bộ quá lớn, vẫn là võ giả nhất trọng tụ tức cảnh trung kỳ, nhưng lực lượng lại vô cùng cường đại. Một đấm xuất hiện, không trung phát ra tiếng nổ. Lực lượng này, Trương Huyền chất lưỡi, có thể một quyền đánh ra tiếng nổ, nói rõ lực lượng và phòng ngự của hắn đều đạt tới trình độ cao nhất. Một quyền xuống, đừng nói người tu luyện cùng cấp bậc, cho dù là cường giả võ giả tam trọng chân khí cảnh có thể tiếp nhận hay không, vẫn còn khó nói. Không hổ danh là huyết mạch Long tê, cho dù chỉ kích hoạt 10% cũng vô cùng khủng khiếp. Thể chất đặc biệt có thể nổi danh như vậy, quả nhiên không tầm thường. Thời khắc này tu vi của Viên Đào vẫn là tệ nhất trong học viên, nhưng lực công kích và lực phòng ngự đều tuyệt đối đáng sợ. Tu vi của ngươi vẫn quá kém, trong quá trình tu luyện, thời gian tập trung linh khí, ngươi quá chú trọng đối với việc hấp thu linh khí, không tương xứng với tình hình của bản thân. Bây giờ ta nói ra một khẩu quyết, ngươi nhớ kỹ. Chỉ cần cố gắng tu luyện, ngày hôm nay trùng kích tụ tức cảnh hậu kỳ cũng không phải là vấn đề khó khăn gì nhìn một hồi trương huyền nói đối phương đánh quyền trong đầu hắn đã hình thành sách mới xem xong nội dung trong đó hắn dĩ nhiên biết vấn đề và chỗ thiếu hụt của đối phương vâng viên đào liền vội vàng gật đầu chuyên tâm đọc thuộc lòng thời gian không lâu hắn đã nhớ kỹ khẩu quyết được rồi gọi triệu nhã vào căn dặn viên đào xong trương huyền khoát tay thời gian không lâu triệu nhã đã đi tới không thể không nói thể chất thuần âm quả nhiên đáng sợ. Một khi kích hoạt, lập tức tản ra khí chất khiến cho người ta thán phục, cho người ta một loại cảm giác như tiên tử cửu thiên rơi xuống phàm trần. Triệu Nhã vốn đã là mỹ nữ, lúc này càng xinh đẹp hơn. Từng cử chỉ đều tự mang theo phong độ. Cái diện mạo khí chất này, sợ rằng gặp gỡ với bạn học nam, chỉ cần cười với đối phương, đối phương sẽ chủ động chịu thua. Ông trời quả nhiên không công bằng, bộ dạng này của Triệu Nhã tham gia so tài nếu như đối diện là một nam sinh, làm không tốt, ngay cả ra tay cũng không dám. Đánh một quyền nhìn thử. Vâng, triệu nhã gật đầu, quyền thanh thú siết chặt, một quyền đánh ra. Vù vù vù, trong phòng đầy tiếng gió thổi. Thực lực của nàng, trong đầu hình thành sách, trương huyền mở ra vừa nhìn, mắt nhất thời trợn tròn, hoàn toàn không thể tin được. Điều này, làm sao có thể? Các ngươi làm gì? Làm càn. Âm, âm, Um, hắn đang muốn nói chuyện, đột nhiên bên ngoài phòng học có một tiếng nổ lớn. Ngay sau đó có tiếng kêu lớn, xen lẫn tới tiếng gầm thét giận dữ vang lên. Chuyện gì xảy ra vậy? Trương Huyền nhíu mày, không tính nói thêm nữa, nhấc chân đi ra ngoài. Chương 275, độc biệt một. Bên ngoài lúc này đã loạn hết cả lên, trong tay Trịnh Dương cầm trường thương, đám người Vương Dĩnh cũng giống như gặp phải kẻ địch lớn. Về phần Viên Đào lại ôm bàn ghế trong phòng học, vẻ mặt đằng đằng sát khí. Ngay phía trước gian phòng, mực nước vẩy đầy đất. Ba người đen xì đang đứng ở cửa vẻ mặt phát điên. Rất rõ ràng, bọn họ muốn tiến vào, bị mấy đại đệ tử của mình trực tiếp vẩy mực làm cho tối tăm. Trương lão sư chính là ba kẻ vô sỉ này mỗi ngày qua nhìn lén. Từng này tuổi còn nhìn lén nữ học sinh, không cần mặt mũi nữa sao? Thấy Trương Huyền đi ra, Viên Đào. Lưu Dương vội vàng la lên một tiếng, giống như lấy lòng. Chỉ có điều, còn chưa nói dứt lời, liền thấy Trương lão sư luôn luôn bình tĩnh, khóe miệng giật một cái, thân thể lảo đảo, sắp ngã sắp xuống. Lưu sư, Trang sư, Trịnh sư, tại sao lại là các ngươi? Trương Huyền cũng sắp khóc. Trước đó rất nhiều đệ tử nói, có ba lão đầu bị ổi mấy ngày qua mỗi ngày đều nấp ở một bên quan sát. Hắn thật sự tưởng nam tử đáng khinh nào, nằm mơ cũng không nghĩ tới, là ba đại danh sư. Danh sư, quang minh chính đại tới tìm ta là được rồi. Mặc bộ thường phục, lặng lẽ nấp ở một bên, làm trò quỷ gì vậy? Lúc này thì hay rồi, bị trực tiếp vẩy mực, khiến cho không còn dạng người. Không chỉ có như vậy, còn bị mắng là không biết xấu hổ, bị ổi. Lưu sư, trang sư, trịnh sư, nghe được lời trương lão sư hô lên, đám người trịnh dương, triệu nhã đều thoáng lảo đảo. Ba đại danh sư đi tới vương thành, tin tức lớn như vậy, bọn họ sớm đã nghe thấy, tất nhiên cũng biết xưng hô như thế nào. Vốn tưởng rằng loại người mấy ngày nay qua nhìn lén, là tiểu nhân đáng khinh thèm muốn triệu nhã xinh đẹp, dù nằm mơ cũng không nghĩ tới, lại là ba đại danh sư nổi tiếng trong vương quốc. Danh sư không phải cao cao tại thượng, muốn gặp mặt một lần cũng khó khăn sao? Thế nào lại chạy tới đây, còn không ngừng theo dõi đám người mình? Trương lão sư có phải lão sư nhận lầm hay không? Nào có danh sư nào bị ổi như vậy, mặc loại trang phục này, trốn ở một góc, sợ chúng ta phát hiện. Trịnh Dương thật sự không nhịn được. Nhận sai. Trương Huyền thiếu chút nữa bị nước bọt sặc chết. Đồ chứng thối, ta dạy một đám người gì vậy? Người khác hám hại phụ thân, hám hại gia gia. Tệ nhất hám hại tôn tử. Các người thì hay rồi. Tất cả đều qua hám hại lão sư. Đối diện lại là danh sư nhân vật cường hãn giẫm chân một cái thẩm truy bệ hạ cũng sợ hãi mấy người các ngươi thì hay rồi hát cho toàn thân đầy mực ngay cả lời xin lỗi cũng không có còn nói bọn họ đáng khinh đáng cái đầu các ngươi ấy nói thật ta cũng muốn mình nhận lầm lắm như vậy sẽ không có gì xảy ra cả hiện tại loại tình huống này người bảo ta giải quyết như thế nào trương huyền buồn bực sắp muốn khóc ba đại danh sư lại có phần phát điên mỗi một người khóe miệng co giật ngay cả tâm tư muốn chết cũng có. Từ phủ đệ của Điền Lão đi ra, bọn họ lại lao thẳng đến học viện, tìm đến phòng học, mới vừa đẩy cửa tiến vào, liền thấy mực nước đen xì đập vào mặt, thậm chí ngay cả phản ứng cũng chưa kịp, tránh sao kịp chứ? Trời ạ, à, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra? Chúng ta lại là danh sư, tồn tại siêu cấp đi đến chỗ nào đều phong cảnh vô hạn, được người tôn trọng. Thế nào đến nơi này, bị người vẩy mực, trở thành kẻ dâm đáng. Chuyện này mà truyền đi, còn sống làm người thế nào? Trương lão sư, ta xác định chính là ba người bọn họ hai ngày nay vẫn luôn loanh quanh ở gần đây, nhìn lén chúng ta. Vậy không phải có mưu đồ gây rối thì là cái gì? Rất sợ Trương lão sư không tin lời Trịnh Dương nói, Vương Dĩnh cũng mở miệng. Ta cũng có thể xác nhận, cho dù bọn họ hóa thành cho ta cũng nhận ra được." Lưu Dương khẳng định nói. "Tất cả im miệng cho ta." thấy những người này càng nói càng không đáng tin cậy càng nói càng quá đáng trương huyền không thể tiếp tục kìm chế được quát mắng xong hắn kiên trì đi lên phía trước ba vị danh sư là ta quản giáo không tốt mang đến phiền toái cho các ngươi rồi ta sẽ từ từ giáo huấn bọn họ cho các ngươi một câu trả lời thỏa mãn không sao không sao người không biết không có tội thôi đi cũng là chúng ta có lỗi trước trên mặt lưu lăng trang hiền Trịnh Phi ba người nặn ra một nụ cười sắp muốn khóc. Viên Đào, Trịnh Dương, còn không mau đi mua mấy bộ quần áo cho ba vị danh sư thay. Thấy mấy người cũng không có ý nổi giận, lúc này Trương Huyền mới thở phào nhẹ nhõm, đạp một cước vào mông của Viên Đào và Trịnh Dương, đá hai người đi thật xa, lớn tiếng quát mắng. "Vâng, vâng." Lúc này, mấy người rốt cuộc hiểu rõ, ba lão đầu đáng khinh này có khả năng thực sự là danh sư. Mỗi một người đều khiếp sợ đến mức sắc mặt xám ngắt chỉ cần là người, đều biết danh sư đáng sợ. Bọn họ không ngờ hát mực nước vào mặt của ba vị danh sư, khiến cho ba người biến thành bộ dạng này. Suy nghĩ một chút cũng muốn khóc. Nhưng, bọn họ thật sự không phải cố ý. Ai có thể nghĩ tới, đường đường là danh sư lại mặc trang phục bình thường chạy đến xung quanh lớp học của bọn họ, lặng lẽ quan sát, còn chỉ trỏ này kia chứ. Cái này, ba vị danh sư, mấy ngày qua các người vẫn luôn ở xung quanh đây sao? Tìm khăn mặt để cho bọn họ lau sạch mực nước trên mặt, Trương Huyền không nhịn được hỏi. Các ngươi đường đường là danh sư, không ở vương cung từ từ hưởng thụ người khác hầu hạ, chạy ở đây làm gì? Cho dù muốn nhận ta làm học đồ, biết ta không ở đây, cũng không đến mức ở xung quanh chỉ trỏ nói xấu sau lưng học trò của ta chứ. Chúng ta, chúng ta. Nghe hắn trực tiếp hỏi như vậy, đám người lưu sư há hốc miệng, lúng túng một câu nói không nên lời nên nói cái gì cho phải bây giờ. Nói chúng ta vì nghe nói sự tích của ngươi, muốn lén qua hỏi thăm một chút. Nhìn lén học sinh, lặng lẽ tìm hiểu tin tức, còn rất sợ bị người khác phát hiện. Nếu thật sự nói như vậy, uy nghiêm của danh sư ở đâu? Học viện Hồng Thiên có bạn lâu năm của ta, mấy ngày qua vừa vặn không có việc gì, nên hàng ngày tới thăm hắn một chút. Bên chỗ ngươi hoàn cảnh rất tốt, cho nên chúng ta liền dừng lại nhiều hơn vẫn là Trịnh Phi phản ứng tương đối nhanh, cười nói. Hoàn cảnh tốt, Trương Huyền đầy kỳ quái nhìn qua. Trương 276, độc biệt 2. Đã thấy người trợn mắt nói mò, chưa thấy qua trợn mắt nói mò đặc biệt khí thế như vậy. Chỗ của ta là nơi hẻo lánh nhất, nơi tệ nhất của học viện. Ba đại danh sư các người có phải chưa từng thấy qua nhiều mặt của cuộc sống thế nào, mới có khả năng cảm thấy hoàn cảnh ở đây rất tốt. Hơn nữa, Học viện Hồng Thiên có bằng hữu của các ngươi sao? Ta thế nào lại chưa từng nghe nói qua? Nếu thật có, sớm đã tới rồi mới phải chứ. A, à, thì ra là thế. Mấy học sinh chưa từng trải nhiều, coi các ngươi thành người xấu, ngàn vạn lần đừng để ý. Biết đối phương không muốn nói rõ ràng, Trương Huyền lại không nói nhiều. Rất nhanh, đám người viên đào mua được quần áo mới. Ba đại danh sư thay xong, lúc này mới cảm giác thư thái hơn rất nhiều. Trương lão sư, chúng ta đến tìm ngươi, nói vậy ngươi hẳn cũng biết có ý gì." Khôi phục khí chất, Lưu Lăng cười nhìn về phía người thanh niên trước mắt. Mấy ngày qua quan sát, bất kể Trương lão sư hay là học sinh của đối phương đều làm cho hắn hết sức hài lòng. Nếu như có thể thu làm học đồ, thật sự là kiếm lời lớn. Triệu Nhã biết ba người này là danh sư thực sự, mỗi một người đều vành tai, muốn xem thử rốt cuộc có chuyện gì xảy ra. Ta cũng đoán được vài phần ba danh sư là muốn thu ta làm học đồ đúng không biết tránh không thoát trương huyền trực tiếp mở miệng thu làm học đồ ba đại danh sư muốn nhận trương lão sư làm học đồ một khi trương lão sư đáp ứng chính là danh sư học đồ nghe nói như thế đám người triệu nhã đều kích động sắc mặt đỏ ửng làm lão sư mơ ước lớn nhất lại là trở thành danh sư danh sư học đồ là bậc thang không thể bỏ qua chỉ có trở thành học đồ mới có cơ hội thành tựu danh sư một lần bay lên trời ba đại danh sư tự nhiên không đi tìm lục tầm lão sư trực tiếp tìm đến trương lão sư bảo cho bọn họ làm sao không kích động được ừm không sai ba người chúng ta đều có ý đó người muốn gia nhập môn hạ của ai trong chúng ta đều có thể lưu lăng thấy hắn hiểu được thỏa mãn gật đầu gia nhập môn hạ của ai cũng được mấy đại đệ tử càng hưng phấn tới sắp nhảy dựng lên nói như vậy không phải có nghĩa là ba đại danh sư đều coi trọng trương lão sư của mình sao? Cái này, trương huyền gãi đầu, vẻ mặt không có hứng thú. Ta có thể từ chối không? Bịch bịch, bịch bịch, bịch bịch. Đám người triệu nhã ngã sắp xuống đất một loạt. Danh sư tự mình mời ngươi làm học đồ của hắn, ngươi lại ngang nhiên không đồng ý. Chúng ta không nghe nhầm chứ. Từ chối. Đám người lưu lang hiển nhiên cũng có phần không dám tin tưởng, không nhịn được sửng sốt. Đúng, Trương Huyền gật đầu. Nắm giữ thiên đạo đồ thư quán, hắn nhất định sẽ đi xa hơn. Đám người lưu lăng làm lão sư của hắn, nói thật. Vẫn kém quá nhiều. Ta biết chuyện này chúng ta có chút lỗ mãng. Không cần gấp gáp, như vậy đi, cho người thời gian suy nghĩ. Ngày mai lại trả lời chúng ta cũng không muộn. Không nghĩ tới hắn xác nhận như vậy, Lưu Lăng biết có chút lỗ máng, lúng túng mỉm cười. Ngày mai trả lời cũng được, ngày hôm nay suy nghĩ thật kỹ. Ngươi phải biết rằng, không có thân phận danh sư học đồ, không có danh sư tiến cử, không có cách nào sát hạch danh sư. Trang Hiền ở một bên mở miệng nói, đúng vậy, với trình độ dạy học này của ngươi, thiên phú như thế, không sát hạch danh sư thực sự là lãng phí. Trịnh Phi cũng nói, ừm, vậy ta sẽ cố gắng suy nghĩ thật kỹ một chút. Trương Huyền gật đầu, danh sư nhất định phải thi, chỉ có điều, bảo hắn nhận ba người này làm lão sư, thật sự có chút đau đầu không phải vì nguyên nhân nào khác mà bởi vì ba người này còn muốn trở thành học sinh của dương sư còn muốn thành học sinh của mình lại còn muốn thu mình làm học sinh đây đều là chuyện gì vậy ừm tốt lắm ngày mai chúng ta lại tới nữa thấy hắn không cự tuyệt nữa ba danh sư thở phào nhẹ nhõm đúng rồi lưu sư trang sư trịnh sư ta vừa vặn có chuyện muốn hỏi các ngươi một chút thấy đối phương không xoắn suýt trong chuyện này Trương Huyền nhớ tới khí độc trong người, không nhịn được hỏi. Hả, có chuyện gì, cứ nói đừng ngại, chỉ cần chúng ta biết, sẽ nói hết không giấu giếm. Lưu Lăng vuốt dâu, là như vậy, ta muốn hỏi một chút, chỗ nào có sách liên quan đến độc vậy? Càng nhiều càng tốt, Trương Huyền mở miệng, khí độc trong người hắn rốt cuộc là cái gì? Bởi vì chưa từng thấy qua, cho dù là hắn cũng nói không nên lời. Hắn nghĩ còn muốn hỏi cũng khẳng định không có cách nào trái lại hỏi nhiều sẽ gặp phải nghi ngờ, còn không bằng trực tiếp hỏi sách. Dù sao chỉ cần có đầy đủ sách, nắm giữ thiên đạo đồ thư quán, hắm có thể dễ dàng biết đây rốt cuộc là độc gì, thậm chí dễ dàng hóa giải. Sách liên quan tới độc Không nghĩ tới người thanh niên trước mắt sẽ hỏi vấn đề này, ba đại danh sư liếc mắt nhìn nhau. Nếu nói lý giải tối đa về độc, tất nhiên là độc biện. Có chút do dự, thần sắc lưu lăng ngưng trọng mở miệng. Độc biện Trương Huyền không hiểu ra sao. Trong tàng thư khố của Thiên Huyền Quốc, sách liên quan tới độc rất nhiều, lại chưa bao giờ đề cập tới chỗ này. Hắn cũng là lần đầu tiên nghe nói tới. Đúng, là độc biện. Lưu Lăng gật đầu. chương 277, Bái Sư Thượng một Độc biện thật ra cũng chính là độc sư công hội. Độc sư công hội. Trương Huyền chấp mắt. Nếu là công hội, hẳn cũng giống như luyện đan sư công hội, luyện khí sư công hội, sư giả công hội. Làm gì lại gọi là độc điện? Nghe lên u ám kỳ quái. Có phải cảm thấy nếu là công hội, quang minh chính đại là được, vì sao phải gọi là độc điện loại tên quỷ dị này hay không? Nhìn ra được sự nghi ngờ của hắn, Lưu Lăng giải thích. Cái này cũng có liên quan đến tới thân phận đặc biệt của độc sư. Độc sư, am hiểu sử dụng độc, khiến người ta khó lòng phòng bị, được quy về chức nghiệp hạ cửu lưu, có phần bị khinh thường. Bởi vì quá mức khủng khiếp một lần bị vô số cường giả đại lục liên kết với nhau trục xuất. lúc đó công hội bị tiêu diệt, vô số độc sư rơi vào trong tai họa lớn. sau đó truyền thừa tuy rằng giữ lại, nhưng lo lắng dẫm vào vết xe đổ, không dám xuất hiện trong phạm vi tầm nhìn của người trên đời, lặng lẽ thành lập độc điện, ẩn nấp ở trong những dãy núi nổi tiếng, giấu tài. cũng chính vì vậy nghề nghiệp này tuy rằng bên trong vương quốc có, lại hết sức ít ỏi. nếu quả thật nói chỗ nào có sách liên quan đến độc nhiều khẳng định không ngoài nơi này. Chỉ có điều cho dù là ta, cũng không biết được vị trí chính xác. Lưu Lăng lắc đầu. Ách! Trương Huyền cười gượng. Nói hồi lâu chẳng khác nào không nói. Hiện tại ta muốn tìm chính là sách liên quan tới độc. Không tìm được độc điện, nói tưng bừng như thế có ích lợi gì. Thứ độc này nguy hiểm vô cùng. Độc sư vì điều chế độc lợi hại hơn, thường lấy thân thử độc. Không ít người đều có tuổi thọ không dài nếu như không có lý do gì đầy đủ có rất ít người tiếp xúc trương lão sư hỏi loại sách này làm gì ba người đều có chút nghi ngờ độc có thể giết người vượt cấp trừ khi có thâm cửu đại hận cả đời cũng không có cách nào trả thù được mới lựa chọn chức nghiệp này có rất ít người nguyện ý giao thiệp cho dù không thử độc cả ngày tiếp xúc với vật độc trong lúc hít thở cũng sẽ tiến vào trong cơ thể không ít độc sư tuổi thọ cũng không dài chính vì vậy tính cách bọn họ cơ bản đều có chút khác thường. Có thể nói, chức nghiệp này, vô số người nghe nói tới liền biến sắc, không muốn tiếp xúc. Vị trương lão sư này không muốn làm danh sư học đồ, lại hỏi thứ này, khiến cho ba người không nhịn được cảm thấy kỳ quái. Chỉ là hiếu kỳ, thuận miệng hỏi một chút thôi. Trương Huyền mỉm cười, khẳng định không thể nói ra chuyện chúng độc được, nếu không, vì sao biết độc không phát, chân khí vì sao lại tinh thuần như vậy. Hỏi tới, sẽ để lộ ra thiên đạo đồ thư quán vật này là bí mật lớn nhất của hắn cũng sẽ không nói ra cho bất kỳ kẻ nào thấy hắn không muốn nói lưu lăng cũng không hỏi thêm nữa suy nghĩ một chút hắn nói tiếp thật ra ta quả thật không biết vị trí chính xác của độc điện chỉ có điều nghe nói hồng liên sơn mạch tại cực tây bắc của thiên vũ vương quốc nhất đẳng hình như lại có một phân bộ độc điện độc sư trong vương quốc cảnh cơ bản đều đến từ nơi đó đương nhiên đây cũng chỉ là lời đồn đại, rốt cuộc có phải hay không, ta cũng không dám xác định. Thiên vũ vương quốc nhất đẳng. Trương Huyền gật đầu, trong đồ thư quán có một quyển sách liên quan tới địa lý xuất hiện ở trong đầu. Nắm giữ danh sư nhất tinh, sẽ được đánh giá là vương quốc nhị đẳng. Thiên huyền quốc không có danh sư, chỉ thuộc về một trong những vương quốc không nhập lưu. Trong rất nhiều vương quốc quanh đây, thực lực thiên vũ vương quốc là mạnh nhất, đã đạt được cấp bậc nhất đẳng so với chỗ bác phú vương quốc của Lưu Lăng cũng cao hơn một bậc. Có người nói Vương Thành có danh sư nhị tinh chấn thủ trong đó. Vương quốc này và thiên huyền quốc cách nhau cũng không xa, thậm chí được cho là gần. Bởi vì danh giới giữa hai bên chính là Hồng Liên Sơn Mạch. Ngoại trừ độc biện ra, danh sư đường cũng có sách của rất nhiều các chức nghiệp. Sách liên quan tới độc cũng có không ít, tuy rằng không thể nào so sánh được với nó, nhưng so với tàng thư khố của một ít vương quốc vẫn mạnh hơn rất nhiều nếu như chỉ muốn có chút hiểu biết về chức nghiệp này hoàn toàn có thể đi tới danh sư đường xem đương nhiên muốn vào danh sư đường trước hết phải thông qua sát hạch trở thành danh sư trang hiền ở một bên cười nói xem ra hắn vẫn không buông tha suy nghĩ khiến cho người thanh niên trước mắt này bái sư danh sư đường ừ danh sư tuy rằng trên danh dự thuộc về sư giả công hội quản lý nhưng bởi vì thân phận cao quý công hội muốn quản cũng không quản được cho nên vì sát hạch danh sư cho bọn họ một quy phạm trật tự, bảo đảm quyền lợi, đã đặc biệt thành lập danh sư đường. Trang Hiền giải thích, danh sư đường giống như những công hội khác, bảo vật, bí tịch trong đó, chỉ mở ra với danh sư. Tàng thư khố nơi đó bao hàm vô số chức nghiệp, sách liên quan tới độc ngươi nói tới, nhất định sẽ có không ít. Ừm, Trương Huyền gật đầu, xem ra nếu như không tìm được độc điện, trở thành danh sư tiến vào danh sư đường, có lẽ cũng có thể giải quyết vấn đề hiện tại của hắn. Được rồi, ý của ba người chúng ta, người vẫn suy nghĩ thêm một chút. Người có tài năng như thế, chỉ cần học tập thật giỏi, trở thành danh sư là chuyện ở trong tầm tay. Tốt nhất không nên suy nghĩ nhiều tới những chuyện khác. Mấy người lại hàn huyên vài câu, khi thấy người thanh niên này quả thật không có hứng thú trở thành học đồ của bọn họ, Lưu Lăng lại nói một câu, lúc này hắn mới cùng hai người còn lại từ biệt. Bọn họ biết đối với loại lão sư thiên tài như Trương Huyền, không nên ép quá mức, tiến hành theo chất lượng, có thể vài ngày nữa sẽ nghĩ thông suốt. Nếu còn truy hỏi, làm không tốt sẽ hoàn toàn có tác dụng ngược lại. Ba danh sư rời đi, mấy học sinh xông tới, nhìn về phía Trương lão sư trước mắt, mỗi một người đầy vẻ sùng bái. Thấy không, lão sư khác nếu như nghe nói có danh sư muốn thu nhận làm học đồ, tất cả đều hưng phấn đến mức cái gì cũng không biết. Trương lão sư chúng ta thì hay rồi trực tiếp từ chối. Đây cũng quá mạnh, bớt làm bộ dạng này đi, chuyện vừa rồi còn không có tính sổ với các ngươi đâu. Sắc mặt Trương Huyền trầm xuống. Chương 278, bái sư thượng hai. Đám nhóc này không ngờ nói ba đại danh sư đáng khinh, nhìn lén, may mắn chỉ là vẩy mực, bọn họ cũng không tính toán. Bằng không, cho dù là hắn, cũng không giữ được. Trách mắng mấy người một trận, sau đó lại đặc biệt chỉ điểm một hồi, Lúc này Trương Huyền mới thỏa mãn thở phào nhẹ nhõm. Không thể không nói, mấy người này mặc dù có chút bướng bỉnh, không đáng tin cậy, nhưng trên phương diện tu luyện lại vẫn vô cùng nghiêm túc, không có một chút lười biếng nào. Ngoại trừ Viên Đào, mấy đệ tử khác tự nhiên đều đạt tới võ giả nhị trọng đan điền cảnh. Vốn tưởng rằng tiến bước lớn nhất sẽ là Trịnh Dương, nằm mơ cũng không nghĩ tới lại là Vương Dĩnh xem ra vô cùng yếu mềm đó. Mấy ngày ngắn ngủi không gặp Nàng không chỉ đột phá võ giả nhị trọng, còn đột nhiên tăng mạnh, đạt tới đan điền cảnh trung kỳ đỉnh phong, cách hậu kỳ cũng chỉ kém một bước qua cửa. Loại tốc độ tiến bộ này, đã có thể dùng sự hoảng sợ để hình dung. Xem ra nha đầu kia tuy rằng biểu hiện ra có chút ngây ngô đáng yêu, vừa nói sẽ đỏ mặt, trên thực tế trong lòng lại kiên định khác thường, chuyện đã quyết định, ngay cả Triệu Nhã cũng không nhất định có thể so sánh được. Về phần những người khác có chỗ đáng khen, cũng có chỗ cần phải lưu ý. Suy nghĩ một chút cũng lại hiểu được, hắn truyền thụ bí tịch công pháp và võ kỹ được Đồ Thư Quán chỉnh sửa qua, nếu như lại không tiến bước lớn, thật sự là mất mặt. Thông qua Đồ Thư Quán, Trương Huyền cũng nhìn ra được một thứ cổ quái. Năm đệ tử này của mình hình như đều đang lặng lẽ tu luyện một trận pháp hợp kích. Hắn nhìn một chút, thấy trận pháp này không có chỗ nào có hại, ngược lại sẽ làm lực chiến đấu khi mấy người kết hợp tăng thêm. Chỉ cần không phải là làm loạn, hắn cũng lại lười tính toán bồi dưỡng học sinh, không phải là trồng hoa cỏ, nuôi nhốt man thú, truyền thụ cho bọn họ chính là ý nghĩ và phương pháp tu luyện. Bằng không, cái gì cũng hạn chế, bọn họ cũng sẽ mất đi tính nhiều mặt, không có gì khác bù nhìn. Thật giống như giáo dục dự thi kiếp trước, bóp chết tính sáng tạo của không ít hài tử, cuối cùng trở thành quái vật có năng lực thi lấy điểm cao nhưng biểu hiện trên thực tế lại vô cùng thấp. Trương Huyền giảng bài xong, có đôi khi thường không đến lớp học, không phải không chịu trách nhiệm, mà là sợ cho những người này bị hạn chế quá nhiều sau này khó có thể đi lên con đường cường giả chân chính giảng bài cũng không hạn chế đây mới thật sự là cách làm của lão sư muốn sát hạch danh sư nhất định phải trở thành học đồ nhưng ta lại không muốn bái đám người lưu lăng làm sư chỉ điểm cho mọi người xong trương huyền lại rơi vào sự giàu dĩ học đồ danh sư danh sư học đồ điều này lại giống như một tuần hoàn chết khiến cho hắn đau đầu đúng rồi không làm học đồ của bọn họ ta có thể làm học đồ của mình không biết dầu dĩ trong thời gian bao lâu đột nhiên trương huyền sửng sốt xuất hiện một ý nghĩ hắn không chỉ có thân phận trương huyền này không phải còn dương sư sao dương sư ở trong lòng mọi người cũng là danh sư thành học đồ của mình có phải cũng có tư cách sát hạch danh sư hay không cho dù không có cách nào sát hạch để cho đám người lưu lăng hỗ trợ tiến cử một chút cũng có thể rất dễ dàng dương sư mở miệng dám không tuân theo sao cứ làm như vậy đi trương huyền khẽ cười rời khỏi học viện đi về phía phủ đệ muốn làm học đồ của dương sư đương nhiên cần dương sư mở miệng mới được rời khỏi học viện đám người lưu lăng nhớ tới chuyện thu người làm học đồ tự nhiên thất bại tất cả cũng không nhịn được cười gượng đừng nói thiên huyền quốc loại quốc gia không nhập lưu này cho dù ở bắc vũ vương quốc hàn vũ vương quốc Bọn họ chỉ cần động tâm tư muốn nhận học đồ, khẳng định cũng sẽ có vô số lão sư minh tinh dũng mãnh tràn vào môn hạ tranh trước sợ sau. Người này thì hay rồi, rõ ràng nói ra mục đích, lại còn bị từ chối thẳng mặt. Thật không biết trong đầu hắn muốn những gì. Chỉ với chừng ấy tuổi, có thể học thư hỏa, luyện đan, trà đạo đến trình độ cao thâm như vậy, loại thiên tài siêu cấp này có chút cao ngạo cũng rất bình thường. Nhớ tới từng sự tích thật sự lợi hại của đối phương, Lưu Lăng không nhịn được nói đúng vậy cũng không cần sốt ruột ngày mai sẽ là ngày hắn và lục tầm cùng sư giả bình chắc hắn có thể sẽ một lần hành động chiến thắng lại bái nhập môn hạ của chúng ta như vậy càng có vẻ quang minh chính đại hơn trang hiền nghĩ tới điều gì suy đoán nói ngược lại cũng có khả năng này hai người đồng thời gật đầu hắn từ chối chưa chắc đã là không muốn có khả năng hắn thật sự có suy xét trong chuyện này bằng không cho dù không muốn làm học sinh của bọn họ, lẽ nào sát hạch danh sư cũng không muốn. Đây chính là điều mỗi một lão sư theo đuổi, lại giống như người tu luyện đều muốn trở thành cao thủ tuyệt đỉnh, không có khả năng cự tuyệt. Ngày mai so tài, nhất định phải tới xem xem sao. Chỉ có điều, trước lúc đó, chúng ta là không phải cũng nên làm một chút chuyện của mình hay không? Lưu Lăng đột nhiên nói. Ngươi là nói, chuyện bái Dương sư làm lão sư sao? Mắt Trang Hiền cũng nhất thời sáng lên. Cả đời một người không có khả năng chỉ có một lão sư. Danh sư cũng vậy, gặp được cấp bậc cao hơn, hoàn toàn có thể bái sư học tập. Không sai, Dương sư có thể tiện tay khiến cho Thẩm Hồng và Trịnh Phi đột phá. Bất kể năng lực quan sát hay thủ đoạn, đều cao minh hơn chúng ta quá nhiều. Nếu như có thể bái hắn làm sư, chúng ta có lẽ lại có thể đột phá rào cản, nắm giữ tư cách sát hạch danh sư nhị tinh. Thậm chí còn có thể một lần hành động thành công. Lưu Lăng càng nói mắt càng sáng. Có một lão sư tốt, đối với phát triển sau này sẽ có trợ giúp rất lớn. Trải qua vài chuyện trước đó, Dương Sư đã có thể thi triển ra năng lực không tầm thường. Nếu như có thể bái hắn làm sư, có lẽ lại có thể đột nhiên tăng mạnh, càng chạy càng xa. Đạt được tới trình độ trước đó bọn họ tha thiết ước mơ lại không dám cầu mong xa vời. chương 279, Bái Sư Hạ 1 muốn sát hạch nhị tinh, ngoại trừ có hai loại chức nghiệp trợ giúp ra, tu vi thấp nhất còn cần đạt được cảnh giới tông sư. Với tuổi tác và trạng thái tu luyện của chúng ta bây giờ, thăm hỏi qua không ít người, vẫn không có cách nào thành công. Hy vọng duy nhất chính là dương sư. Trang Hiền cũng gật đầu. Trở thành tông sư, tuổi thọ tăng thêm, đây là quyến rũ bất kỳ kẻ nào cũng không có cách nào cự tuyệt. Bọn họ dừng lại ở bán bộ bước tông sư không biết đã bao lâu, cũng từng đặc biệt thăm hỏi qua danh sư nhị tinh, đáng tiếc đều không có cách nào đột phá mấy ngày trước đây nhìn thấy ngay cả thẩm hồng đã gần chết vậy mà dương sư cũng thành công cứu sống đạt được cảnh giới tông sư nên giờ bọn họ đều không ngồi yên được nữa thẩm hồng còn làm được bọn họ khẳng định càng làm được tuy nhiên điều kiện trước tiên là dương sư đồng ý dạy bất kể như thế nào cứ đi thử một chút có lẽ lại có thể thành công trịnh phi nói Đối phương giúp hắn đột phá đến bán bộ tông sư, hắn lại có ý định bái sư, chỉ là không đáp ứng, không tiện cưỡng ép quá nhiều. Hiện tại ngay cả Lưu sư, Trang sư cũng động tâm, tất nhiên không cam lòng tụt lại phía sau. Được, đi xem thử. Nghĩ đến điểm này, ba đại danh sư không do dự nữa, đi nhanh về phía phủ đệ. Lục huynh, thuốc đã mua được, huynh có nên suy nghĩ thêm một chút hay không, chẳng lẽ lại thật sự muốn dùng. Tại lớp học của Lục Tầm, vương siêu nhìn bằng hữu tốt trước mắt đầy lo lắng tuy rằng những đan dược này có thể khiến cho lực lượng người ta trong khoảng thời gian ngắn tăng mạnh nhưng tổn thương đối với thân thể cũng rất lớn yên tâm đi ta tự có chừng mực tiếp nhận đan dược lục tầm có chút do so dự nhưng vẫn phân phó một tiếng chỉ chốc lát mấy học sinh lại đi tới đó chính là mấy người trong danh sách sư giả bình chắc chu hồng mạc hiểu đỗ lỗi bạch siêu khổng kiệt Lão sư, mấy người đứng tại chỗ, khí tức hùng hậu, trong nửa tháng tu luyện ngắn ngủi, bọn họ giống như đám người trịnh dương. Đều đạt tới võ giả nhị trọng đan điền cảnh. Tuy nói võ giả nhất trọng tụ tức cảnh, không có quá nhiều đường tắt có thể đi, nhưng mấy người này không giống với đám người vương dĩnh. Trước khi bái sư, trên phương diện tu vi cơ bản bọn họ đều đạt tới nhất trọng đỉnh phong, chỉ kém một bước đột phá. Cho dù khổng kiệt có hơi yếu hơn, dưới các loại tài nguyên chút xuống cũng thuận lợi thăng cấp. Đây có một viên đan dược, sau khi ăn vào, có thể mở rộng đan điền, khiến đêm nay các ngươi lại có thể đột phá, đạt được võ giả tam trọng chân khí cảnh. Như vậy, sư giả bình chắc sẽ tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, khẳng định sẽ thắng lợi. Giờ đan dược trong tay lên, lục tầm nhìn quanh một vòng, cũng không giấu giếm, nói ra chỗ thiếu hụt. Chỉ có điều, trên đời không có bữa cơm nào miễn phí có thể khiến cho người nhanh chóng đột phá, cũng có tai họa ngầm nhất định. Đó chính là sau khi đạt được chân khí cảnh, tốc độ tu luyện giảm bớt, chỉ có 70% so với trước. Chỉ cần ta thành danh sư, sẽ giúp các ngươi giải quyết loại tai họa ngầm này, còn có thể thu làm thân truyền, chỉ điểm tu luyện sau này. Đương nhiên, lựa chọn thế nào, dựa vào chính các ngươi, ta cũng không ép buộc. Nếu thua, cũng chỉ có thể biểu thị, duyên phận sư sinh giữa chúng ta đã hết. Nói xong, để đan dược xuống nhìn quanh một vòng hắn tuy rằng đưa ra quyết định thậm chí đã mua xong đan dược nhưng lựa chọn thế nào vẫn giao cho học sinh của mình ép buộc bọn họ dùng cho dù hắn rất muốn giành được thắng lợi cũng làm không được lão sư có giới hạn của lão sư lão sư có tôn nghiêm của lão sư dạy học nhiều năm như vậy vẫn không thể vì thắng lợi không từ thủ đoạn ta tin tưởng lục lão sư do dự không bao lâu chu hồng bước lên trước Bình thường tu luyện, trùng kích đến chân khí cảnh, không mất 2, 3 năm rất khó làm được. Viên đan dược này có thể khiến cho người ta chỉ một đêm lại đạt được. Cho dù sau này tu luyện chịu ảnh hưởng thì cũng sao chứ? Tu luyện ai có thể bảo đảm sẽ thuận buồm xuôi gió? Hơn nữa, một khi trở thành học viên thân truyền, vậy chút vấn đề này đã không tính là gì cả. Cùng là học sinh, giảng bài và thân truyền vẫn có khác biệt rất lớn. Giảng bài Mấy trăm người cùng học một khóa, không có cách nào làm ra chỉ điểm đối với tu vi của mình. Cơ bản đều do một mình lục lọi đi tới, thật giống như thức ăn trong bát, cùng bỏ thêm gia vị, mùi vị lại chỉ vào cổ họng mới có thể biết được. Thân truyền lại khác, giống như dùng nồi nhỏ nấu nướng, lão sư sẽ thường xuyên chỉ điểm, một mình chỉ đạo, bảo đảm tu luyện không sai lệch. Cho dù bởi vì vấn đề đan dược, không tiến bước nhanh như hiện tại, có loại chỉ điểm này, tiền đồ cũng sẽ càng huy hoàng hơn nghĩ vậy người đầu tiên biểu lộ thái độ tiếp nhận đan dược rồi nuốt xuống đan dược vào trong miệng lập tức tan ra hình thành một lực lượng đặc biệt trùng kích ở bên trong thân thể thấy hắn nhanh chóng đưa ra quyết định như vậy lục tầm thỏa mãn gật đầu bàn tay hắn áp vào phía sau lưng của đối phương chân khí thong thả đưa vào vào trong dẫn dắt lực lượng này không biết qua bao lâu một tiếng nổ lớn vang lên chu hồng bất chợt đứng phát dậy phun ra một hơi khí tức tăng lên như cầu vồng. Võ giả tam trọng, chân khí cảnh. Quả nhiên giống như đã nói trước đó, dùng viên đan dược này, trực tiếp khiến cho tu vi tăng thêm tròn một cấp bậc. Thật là lợi hại, ta phải thử một chút. Thấy hắn thành công, đám người mạc hiểu, đỗ lối, bạch siêu, khổng kiệt cũng không nhịn được nữa, đều bước về phía trước. Chu Hồng nghĩ thông suốt, mấy người khác cũng hiểu được. Nếu như lục lão sư thật sự thành danh sư, làm thân truyền, bọn họ nhất định một lần bay lên trời. Đây là một loại lựa chọn, không có gì đáng để giàu dĩ. Thời gian không lâu, tất cả mấy người đều đột phá. Tốt, tốt lắm. Nhìn năm vị học viên đều đã tới võ giả tam trọng chân khí cảnh, mắt lục tầm tỏa sáng. Đừng nói là học viên mới, cho dù ở trong đám học viên cũ đã học năm 2, năm 3, thực lực như vậy cũng có thể tiến vào vị trí sát đầu. Ngày mai sẽ là thời khắc lục tầm ta biểu hiện, đến lúc đó, ta sẽ khiến toàn bộ học viện khiếp sợ, khiến cho tất cả mọi người bàn luận sau lưng ta đều phải câm miệng lại hết. Siết chặt nắm đấm, tự tin bị đả kích của Lục Tầm ban ngày giờ đã khôi phục lại, hào khí ngất trời. Chương 280, Bái sư hạ 2. Thư Hỏa tông sư, tinh thông trà đạo tính là cái gì chứ? Trên phương diện giảng bài, Lục Tầm ta không thua kém bất kỳ kẻ nào. Ba vị danh sư, ta cũng chứng minh với các ngươi ta mới là lựa chọn tốt nhất để làm học đồ. lão gia ba vị danh sư đã chờ khá lâu rồi ạ. À. vừa trở lại phủ đệ tôn cường lại tiến lên nghinh đón. bọn họ tới sao? còn nghĩ một lát nữa có nên phái người tìm bọn họ tới hay không? không nghĩ tới ba người này còn muốn tích cực hơn cả mình. trương huyền khẽ cười. đi vào phòng tiếp khách, hắn quả nhiên thấy ba vị danh sư ngồi ở trong đó. thấy hắn đi tới, tất cả đều hưng phấn, mắt tỏa sáng. Lưu Lăng Trang Hiền, Trịnh Phi ra mắt Dương Sư. Ba người vội vàng không người. Không biết muộn thế này, ba vị tìm Dương Mỗ có chuyện gì. Trương Huyền ngồi xuống, sai người ta pha chén trà, chậm rãi uống một ngụm, lúc này thần sắc thản nhiên mới nhìn qua. Đi tới Điền Phủ một chuyến, trở về học viện một chuyến, lúc này trời đã tối đen, thời gian không còn sớm nữa. Dương Sư, ba người chúng ta thành khẩn bái ngươi làm sư, mong rằng có thể được thu nhận. Đám người lưu lăng vội vàng đứng lên, hai tay ôm quyền, không người đến cùng, khẩn trương nhìn qua. Nghe đạo lý có trước sau, thuật nghiệp có chuyên công. Tuổi tác của bọn họ tuy rằng lớn hơn vị dương sư này rất nhiều, nhưng đối phương rõ ràng lợi hại hơn bọn họ. Bái sư, không thể chỉ nhìn tuổi. Muốn bái ta làm sư sao? Nâng chén trà lên, khẽ thổi lá trà đang bồng bềnh ở phía trên, khuôn mặt trương huyền không có chút biến hóa nào. Có kinh nghiệm ngụy trang mấy ngày qua như thế, Hắn đã không còn là tiểu tử mới mọc tóc rất dễ dàng bị người nhìn ra sơ hở nữa. Từng hành vi cử chỉ của hắn đều tự mang theo phong độ và uy nghiêm. Gian phòng trở nên nặng nề. "Đúng, ba người chúng ta tuy rằng bất tài, nhưng có thể phụng dưỡng bên cạnh, chia lo giải nạn cho lão sư." Đám người lưu lăng hít thở dồn dập. Mấy lần trước qua đây, tuy rằng bọn họ cũng bày tỏ ý muốn bái sư, lại không có nói thẳng. Lần này nói thẳng ra, một khi bị từ chối, lại không có đường sống quay về nữa nếu như ta không nhìn nhầm các người muốn bái ta làm sư là bởi vì tu luyện đạt tới bình cảnh không có cách nào đột phá mà một khi trở thành học sinh của ta có lẽ lại có thể phá tan cửa ải cuối cùng này tiến thêm một bước cũng không ngẩng đầu lên giọng nói trương huyền hoàn toàn không có chút dao động trầm tĩnh giống như băng lạnh à đúng bị vạch trần mục đích sắc mặt đám người lưu lăng đồng thời đỏ lên vẫn tính là thành thực. Thấy bọn họ không phủ nhận, Trương Huyền gật đầu. Mong rằng Dương Sư thành toàn. Đám người lưu lăng cắn răng một cái. Trương Huyền không trả lời, chậm rãi để chén trà xuống, đứng dậy, đi tới trong phòng khách. Lại ở thời điểm ba vị danh sư, không biết rốt cuộc hắn muốn làm gì, giọng nói bình thản của hắn vang lên. Dương Huyền ta du lịch các nước, luôn luôn thích yên tĩnh, không biểu lộ thân phận. Thiết nghĩ, các người qua lại các vương quốc khác, cũng chưa từng nghe qua cái tên này của ta đúng không? Vâng. Bọn họ trước nghe được cái tên Dương Huyền này, từng chuyên môn điều tra qua. Rất nhiều vương quốc xung quanh, quả thật không có người này. Ban đầu vốn tưởng rằng sử dụng tên giả, hiện tại xem ra là Dương sư giấu mình, không muốn nhiều lời. Nếu như ta không muốn để cho người khác biết, không có người nào biết ta là danh sư. Cho dù ngươi đến danh sư đường đi thăm dò, cũng khẳng định không điều tra ra được trương huyền tiếp tục mở miệng nhưng ta ở thiên huyền quốc lại biểu lộ thân phận thậm chí ra tay chỉ điểm cho người ta các ngươi biết tại sao không hắn nói như vậy là sớm đánh một sự phòng châm trước cho đối phương dương huyền vốn chính là giả đi danh sư đường điều tra đương nhiên không điều tra ra được chỉ có điều có cái này lót đường không điều tra ra được nữa chẳng những không cảm thấy là giả lại còn cho rằng là núi cao ngước mắt nhìn sùng bái không thôi ngay cả danh sư đường cũng không điều tra ra được cần lợi hại tới mức nào chúng ta ngu muội đám người lưu lăng nhìn qua thật ra liên quan tới điểm ấy bọn họ cũng cảm thấy kỳ quái danh sư lợi hại như thế nếu quả thật không muốn dính vào thế tục ai có thể biết nhưng hết lần này tới lần khác huyên náo đến mức người người trong toàn bộ thiên huyền quốc đều biết bởi vì ta du lịch tới nơi đây vừa vặn gặp được một vãn bối không tệ không nhịn được lòng yêu thích, thu làm thân truyền. Chỉ có điều, ta cũng không ở lại chỗ này quá lâu, sợ hắn bị ủy khuất, lúc này mới cố ý để lộ thân phận, cho hắn một danh hiệu. Chắp hai tay ở sau lưng, Trương Huyền trực tiếp đứng ở trong đại sảnh, cao lớn giống như một ngọn núi cao. Vãn bối không tệ, thu làm thân truyền. Đám người lưu lăng liếc mắt nhìn nhau, đột nhiên nghĩ tới điều gì, đồng tử đồng thời co lại. Lẽ nào, lẽ nào, học sinh thân truyền của dương sư là trương huyền lão sư ở học viện hồng thiên nếu quả thật là như vậy thì đúng là chuyện đã thông suốt một lão sư cấp thấp ở vương quốc hẻo lánh có thể nói ra lý luận lợi hại như vậy còn là thư hỏa tông sư tinh thông trà đạo mấu chốt nhất ba danh sư mình thu nhận cũng không không muốn đáp ứng chỉ sợ cũng chỉ có là học sinh của dương sư mới có năng lực như vậy thấy đối phương phản ứng còn nhanh hơn mình tưởng tiết kiệm khỏi phải phí miệng lưỡi, Trương Huyền thỏa mãn gật đầu. Ừ, Trương Huyền là học sinh thân truyền của ta, nếu như các người cũng muốn bái nhập môn hạ của ta. Hắn chính là Đại Sư Huynh. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 280.